Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm qua tôi giới thiệu rồi, nhưng mà hôm qua thì có một số các đệ tớ Chúa không có mặt ở đây. Tôi xin giới thiệu lại. Đây là mục sư Nguyễn Phước Tân. Ông ấy cũng ở bên Mỹ. Ông về cả gia đình và một số người nữa về để tham dự cái kỳ lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Thánh và đón nhận quyết định công nhận tổ chức tôn giáo. Những ngày vừa qua thì ông rất là có tâm tình vì Hội Thánh hai Hội Thánh ở bên Mỹ là đứng với Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Ông mong ước để về để dự cái kỳ lễ này, nhưng mà chúng ta chưa biết ngày rõ ràng. Và ông cứ điện ngoài, cuối cùng tôi nói là thôi tốt hơn hết là cứ mua vé từ cuối tháng 11 cho đến cuối tháng 12 rồi về. Trong thời gian đó thì chúng ta sẽ tổ chức. Ông cảm ơn Chúa và gia đình đã mua vé về. Và tôi xin giới thiệu một chút, ông là một người cũng phải nói là không phải như là dày dặn như là các mục sư đang ngồi ở đây, nhưng mà ông có một cái đức tin rất là mạnh mẽ và có một cái gọi là tấm lòng truyền giáo mà tôi chưa bao giờ tôi thấy có ai có cái kiểu truyền giáo như của ông. Còn là truyền giáo tôi chưa bao giờ thấy. Các bạn biết là ở bên quận tư các nơi khác là chùa truyền rất nhiều, người ta đang đến đó người ta cứ quỳ gối, người ta vậy giái gì nè, thắp nhang gì nè, là ông là thôi đó, đến là vỗ vai bốc bốc người ta là đứng lên đi. Quỳ mãi chưa chán à? Quỳ cái đó nó có làm được cái gì đâu mà quỳ. Ra đây chỉ cho cái đấng có thể mà làm được mọi chuyện. Thế mà không biết làm sao mà Chúa sức giàu làm sao là người ta cũng đi ra ngoài cổng xong đưa chứng đạo đơn đấy, đến chỗ này cầu nguyện cho tin Chúa đấy, cũng cầu nguyện cũng tin Chúa đấy, cảm ơn Chúa. Đi vào lên xe buýt là người ta cứ mở nhạc ngoài, mà tắt tiếng nhạc cái đi, bỏ cái này vào, thế mà tài xế cũng phải nghe, không hiểu. Thế là cuối cùng bỏ nhạc Chúa vào, cả xe tra tấn cũng phải nghe. Cũng cảm ơn Chúa được chứng vì cái đức tin đó, mà qua bên Mỹ mở Hội Thánh không dễ đâu. Thế mà trong một thời gian ngắn Chúa đã cho gia đình ông mở được 2 Hội Thánh ở bên đó. Và có một Hội Thánh thì vừa rồi đây có một cái chuyện không tốt do một số mục sư ở Việt Nam qua làm xáo trộn, nhưng còn một Hội Thánh nữa thì rất là phấn hưng. Hội Thánh có gần 100 người tin Chúa trong Hội Thánh ở nước Mỹ mà như vậy thì nó không dễ chút nào, bởi vì ông có tâm tình, tấm lòng truyền giáo. Và ông cũng đang rất muốn cho Hội Thánh của chúng ta ở đây qua bên đó để mà hỗ trợ. Thứ nhất là phụ nữ, thanh niên, âm nhạc và nhiều vấn đề từ ngày trước rồi. Nhưng mà rồi chúng tôi cũng không thể qua được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong ngày sắp tới đây Hội Thánh mà nó phấn hưng như vậy đi thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những hoạt động tốt hơn nữa để cho hỗ trợ với nhau bên Hội Thánh bên đó. Xin Chúa sức giàu cho mục sư. Cảm ơn Chúa. Trước khi chia sẻ tôi... Mục sư nói hết rồi. Bước vô là phải có cái gì đó khác người chút quá không? Thành giờ bây giờ mục sư nói chưa hết. Như chúng tôi, như lúc mới nãy tôi tới đây á, tôi nghe mục sư nói tất cả ông bà anh chị em đến đây cầu nguyện từ sáng sớm mà tôi không có mặt. Tôi cảm thấy cáo trách thiệt, nhưng mà không biết sao Chúa cho tôi từ sáng tối hôm qua tới sáng hôm nay tôi thức trắng để lo cái bài giảng này. Thành ra tôi không có cáo trách, bởi vì tôi làm việc là làm cho Chúa. Amen. Bây giờ mắt tôi vẫn nhìn được thấy 2 ông Hùng chứ không phải 1 nữa, mờ đó bà con. Và tôi cố gắng tìm tự gì. Đối với tôi bài giảng hàng tuần ở bên đó là tôi thức thường niên. Nhưng mà cái này là cái điều mà cho cộng đồng của người Việt chúng ta, mà nhất là hội đồng. Thành ra trách nhiệm gánh trên vai khó hơn là lo 2 hội thánh bên kia. Ông bà chị em có thấy điều đó không? Tôi rất là khổ sở về cái việc giảng bài. Đi ra làm chứng thầy chùa thì quá dễ, nhưng mà lời Chúa là phải căng. Trở lại vấn đề, sau khi tôi nhận lời mời của mục sư Đinh Thanh Hùng, quản nhiệm của Hội Thánh Giáo hạt Phúc Âm Toàn Vẹn, ông đã mời tôi chia sẻ thứ năm tuần này. Và quý vị biết, đầu tuần thứ 2 tôi xin Chúa, Chúa ơi con nói điều gì Ngài muốn con nói, chứ không phải con không có quyền chọn. Và tôi xin thứ 2 qua thứ 3 thì Ngài trả lời, và tôi gọi ông mục sư Hùng theo ý mục sư Hùng là chia sẻ điều gì. Và mục sư Hùng nói truyền giảng, và rõ ràng Chúa cho tôi là truyền giảng. Một sứ điệp Chúa nhận lời với hai tôi chớ connect nhau, đồng một Thánh Linh, đồng một đức tin. Cảm ơn Chúa, tôi thấy điều đó tôi tự thoải mái rồi đó, không có bị rung động nữa, bởi vì Chúa cho mà. Cảm ơn Chúa. Truyền giáo đó là một cái ơn và một cái việc rất khó làm. Đối với tôi ngày đầu tiên thì không ai đánh tôi được, nhưng mà tự tôi cũng là thấy mình không đủ khả năng để làm. Tự vì đâu có ai trọn vẹn. Mình là một người ngoại bang không biết Chúa là gì mà mình nói với một người giống như mình, chẳng khác nào hai con trâu điên đánh nhau thôi. Đúng bà con? Thật ra tôi biết điều đó, tôi cậy vào Chúa và tôi cứ bước vào Chúa. Có một kinh nghiệm như thế này: bất cứ trận chiến nào, không cần biết người ta già, trẻ, lớn, bé hay là cao cỡ nào, chúng ta phải cậy hơn Chúa cầu nguyện trước. Cầu nguyện trước, bước vào trận chiến thì không có chiến trận nào chúng ta thua cuộc. Amen. Đồng ý không? Phải chiến trận thuộc linh trước, bắt đầu mới bước vào trà tấn. Tên của tôi là Tấn mà. Tôi nói lại một lần nữa, thật tuyệt vời cho buổi chia sẻ hôm nay. Tôi rất là vui được nhận một cái sứ điệp mà Ngài đã cho con gánh nặng nhiều năm nay. 30 năm ở đất Mỹ này, trở về đây để nói với Chúa rằng con tạ ơn Chúa đã dùng con. Từ lúc khi biết Chúa, tôi được cái ơn phước mà ông bà anh chị em có biết là mục sư Hùng với mục sư Lan là dắt tôi đi khắp Nam Châu. Không phải Nam Châu mà thành phố Việt Nam và gì Vũng Tàu, Trà Vinh, Sóc Trăng gì tôi biết hết. Mà trong khi đó tôi sống ở Việt Nam tôi chẳng biết gì cả. Bởi vì ơn của Ngài cho chúng ta bước ra là bằng chân giao giảng Tin Lành. Mà đã giao giảng là Ngài không cho lùi mà Ngài cho tới thôi. Trước khi bước vào bài giảng luận hôm nay, tôi xin mời quý vị một lần nữa đứng lên hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Hallelujah, hallelujah, con cảm ơn Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Vì sự nhân từ Ngài đến mãi không thôi, hễ khi nào chúng con còn sống còn thở là chúng con phải biết tạ ơn Ngài. Bởi vì Ngài là Cha thiên thượng, là Cha từ ái, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Con tạ ơn Chúa đã cho chúng con hiệp lại một trong một đức tin để hầu việc Ngài. Và xin Ngài phấn hưng hội thánh chúng con sắp tới đây sẽ được mở mang. Thành phố Việt Nam thuộc về trong danh Chúa Giêsu, thuộc về thành phố thờ phượng. Amen. Con cảm ơn Chúa. Con kính dâng tất cả ông bà chị em và chính mình con trong tay Ngài. Chúng con đồng nói với Chúa rằng xin Ngài dẫn dắt chúng con để cho lời nói con đẹp lòng Ngài, đẹp ý Ngài. Con tạ ơn Chúa. Con thành tâm và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Mời ông bà chị em chúng ta cùng ngồi. Trước khi bước vào, có nhiều người nói tôi cũng không sát lắm, cho tới khi tôi nói nó mới sát. Thì trước khi tôi muốn nói điều gì thì tôi phải, nhiều khi bao nhiêu năm nay tôi về tôi chia sẻ là tôi nhảy vào bài thôi, đúng không? Bây giờ mình nói về mình chút xíu để cho bà con biết tôi từ đâu va và sanh từ đâu tới. Tôi xin kể sơ lược tiểu sử của tôi cho quý ông bà chị em. Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, quận 4. Cha tôi người Bình Định, mẹ tôi người Sài Gòn. Hai ông bà lấy nhau sanh ra tôi. Ba tôi sinh năm 1920, năm nay là 103 tuổi. Mẹ tôi là năm 1932, năm nay là 91 tuổi. Và gia đình tôi có 6 anh em, tôi là con trai út. Và bởi vì con trai út cũng hơi quậy lắm. 6 anh chị em mà tôi là út. Mà cái tội của tôi là kỳ, bị lấn lướt út. Người ta nói giàu út ăn, nghèo út chịu. Mà ba tôi không cho câu đó, mà ba tôi kêu là út phải lo cúng bái thờ phượng. Bất cứ điều gì mà nói về liên quan cúng bái thờ phượng là tôi là người chịu trách nhiệm điều đó. Quý vị có thấy công bằng không? Quá là mất công bằng. Vào thời đó tôi không dám nói, vì nói là ông đánh liền. Ông là võ sư, tôi võ sĩ, sao đánh lại võ sư? Nên tôi bỏ tay và bỏ chân, cứ đụng tới mà không thờ, mà không cúng, mà không lau đèn lư, mà không sáng là chết. Bởi vậy phải chấp nhận xong sự đau khổ. Và ba tôi rất giàu, là một đại gia ở quận 4 vào thời Cộng Hòa, là có mấy chục căn nhà cho mướn, đất đai cả hàng trăm cây dừa, chăn nuôi phì nhiêu, thành gia rất là khá giả trong cái thời đó. Và những người chung quanh không ai bằng. Tôi sống trong một cái chỗ mà được dư dật vậy đó, nên cha tôi cho tôi ăn học nhiều lắm, học võ, học đàn, học không phải học đàn, học đó là tôi trốn học, tôi bỏ học mà tôi đi học đàn. Chứ bà tôi cho học đủ thứ hết. Và tôi đã xa vào con đường ham chơi. Mới 18 tuổi là biết học đàn, đi nhảy đầm rồi. Mà bây giờ ai mời tôi không biết nhảy nữa. Quý vị bớt. Nhà tôi rất khá và tôi là bị hư đốn bởi vì trốn học cho tiền mà trốn học đi chơi đó. Và tôi nói thiệt với ông bà chị em, tôi không phải là một người tốt, hầu như là tôi là người xấu nhất trong gia đình. Quý vị biết, anh tôi học giáo sư, chị tôi học cũng cao hơn tôi, ai cũng cao hơn tôi, có tôi tốt dư ạ. Dầu vậy, Chúa không bao giờ bỏ những người tốt ở dưới bà con. Amen, amen. Đúng không bà con? Ở đây ai thấp nhất đâu, giơ tay lên thôi, nhiều lắm. Không bao giờ Chúa bỏ. Khi mà Chúa dùng rồi, người thấp nhất Chúa cũng đẩy lên. Amen. Chúa đã nói rồi, ta nâng người lên, bởi vì ta muốn người làm việc cho ta. Thành ra Ngài nâng tôi lên. Cảm ơn Chúa, sau khi tôi đi qua Mỹ, tôi lấy vợ và tôi được duyên tôi đi qua Mỹ. Từ đó về sau, tôi cắt đứt cái việc cúng kiến. Cảm ơn Chúa. Amen. Chương trình của Chúa. Kể từ đó, nói ngồi cho ông khác, anh kế tôi. Đúng ra là anh cả làm mà lại kêu ngốc, không công bằng. Chúa nói, nó phải thờ phượng Ngài. Amen. Nó phải thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa, anh tôi lù đầu thờ, tôi lại thờ Chúa. Qua Mỹ với bà con, đó là một ơn phước. Thật ra những người qua Mỹ, có nhiều người giá bá tinh lành tới môi tai mình mà không chịu nghe. Bởi vì lỗ tai của chúng ta, đầu óc chúng ta bị ma quỷ nó làm mù lòng rồi. Vào thời đó tôi cũng bị nữa, nhưng mà tôi không biết, bây giờ tôi nói là tôi biết đó, tôi nói cho bà con nghe đó. Thành ra ma quỷ nó làm cho chúng tôi mù lòng. Người ta đi nhà thờ, người ta mời tôi đi nhà thờ, tôi cứ chối bỏ và tôi chối bỏ. Tôi không bao giờ nhận lời đi nhà thờ cả. Quý vị ơi, nên tôi đã xa Chúa. Mình tưởng qua thầy, mình thoát cái chỗ nợ đời, mình qua kia, mình cũng theo đời. Quý vị, vậy thì tôi trở lại cái bài học hôm nay là truyền giáo. Quý vị có biết truyền giáo là gì không? Định nghĩa của truyền giáo là gì? Truyền giáo là sai đi, là phái đi, đúng không? Là gửi đi. Chúa gửi tôi phái tôi, nhưng mà tôi vẫn tối Chúa. Tôi vẫn không bao giờ vô nhà thờ mục sư giảng tôi ngủ không. Tôi cảm ơn Chúa, nhìn này không ai ngủ hết trơn á, mà tôi ngủ. Có vô duyên bà con, đó là không phải là cái thói hư. Dầu tôi học thấp nhất trong nhà, nhưng cũng sạm xong tới lớp 12 dời qua Mỹ học tiếp, chứ không phải dở. Nhưng mà cái thói của đời nó làm cho mình mù lòng và mình ngủ vậy đó. Thành ra cảm ơn Chúa, ai mà ngủ bước lên đây đặt cả tay cầu nguyện cho khỏi ngủ. Amen. Cảm ơn Chúa. Trở lại định nghĩa, truyền giáo là sai đi, là phái đi. Và cảm ơn Chúa. Vậy thì truyền giáo dành cho những ai? Tôi hỏi quý vị thật lòng nha, ở đây ai cũng có cấp cao hơn tôi cả. Những là bậc trưởng lão như là mục sư Lạc, mục sư Hùng, mục sư nhiều lắm tôi không nhớ tên, mà toàn là thầy tôi không. Làm sao tôi dám hỏi điều đó, tôi hỏi quý vị thấp hơn tôi nha. Hỏi một câu, vậy thì truyền giáo dành cho những ai? Chỉ ông mục sư đi, chửi ông cán sự đi, chỉ ông truyền giáo đi. Cảm ơn Chúa, quý vị đồng một thanh, tôi nghe là tất cả. Amen. Cháu chồng vỗ tay quýt lại nhau. Chúng ta nói đúng đó, chúng ta trả lời đúng đó. Chúng ta trả lời sai, tôi không nói sai, nhưng mà Chúa biết đó. Thành ra chúng ta đã trả lời đúng. Tạ ơn Chúa quý vị đã trả lời đúng. Đúng vậy, Chúa có chương trình cho tất cả, và mỗi người có chức vị phải làm bổn phận của mình. Không phải mục sư phải đi dẫn, mục sư phải đi kiếm người, mục sư phải lo. Không, mỗi người một tay, nên mới có hội thánh như vậy. Mỗi sự hiệp lại là có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Vậy thì tại mạng lệnh của Chúa trước khi Chúa về trời, Chúa dặn gì bà con? Câu mấy Kinh Thánh? Matthew ha, Matthew đoạn 18 câu 20. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh và làm phép báp têm cho họ, và dạy họ những giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Vậy tôi hỏi một lần nữa, tại sao chúng ta phải truyền giáo bà con? Đúng rồi, đó, tôi vừa hỏi câu học Kinh Thánh thì mình trả lời liền, vậy mới là giỏi. Đây là mạng lệnh của Ngài, chứ không phải là mục sư, không phải là cán sự, cộng sự. Tất cả là Chúa, một tính toàn năng, kể chị từ lớn tới bé, phải hợp tác với nhau trong việc công việc hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa. Nhưng bây giờ mình nói đi truyền giáo, mình ra truyền giáo mình làm vậy nè. Tôi gặp ông này tôi làm. Tôi nói được không? Ông hiểu tôi nói gì? Vậy truyền giáo phải có miệng đúng không? Bởi vì Kinh Thánh mới nói như thế này. Nhưng họ chưa tin thì kêu làm sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Phải nói người ta mới tin, phải nói người ta mới nghe, đúng không? Cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi tự nhiên bây giờ thấy một câu Kinh Thánh là diễn tả một bài. Quý vị ơi, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai sai đi được thì giao giảng thế nào? Nhưng có lo chấp rằng những bàn chân của kẻ rao giảng tin lành là tốt đẹp biết bao. Hãy nhớ chúng ta là những người đi ít đi nhiều cũng biết, miễn sao đi chạy giảng là phải nhớ bàn chân của mình là gì, tốt đẹp biết bao. Amen. Nhớ, nếu mà chúng ta có chân đi vô sóng bay chết luôn, có chân đi vô cái gì chủ trường chết chắc. Nhưng mà bằng chứng giáo giải lên là phước thay, hãy vỗ tay hoan nghênh. Chúa cho chúng ta có một cái phước như vậy đó, phước đó chúng ta phải giữ mãi và mãi cho đến hết không thôi. Đừng để cái bằng chứng đó lạc qua chỗ khác. Tôi nói thiệt, tôi không tới đây để mà thờ phượng, tôi rất tiếc, nhưng mà tôi nhớ rằng con phải làm tròn bổn phận công sáng hôm nay, từ tối hôm qua tới sáng hôm nay để cho một bài giảng này. Không phải là tôi liều biếng, tôi rất là yêu Chúa. Tôi không bao giờ, từ lúc theo Chúa bây giờ tóc tôi bạc nhiều hơn, bởi vì tôi yêu Chúa, tôi ngẫm nghĩ là Chúa. Có nhiều người nói tóc ông bạc quá không nhuộm đi, thôi kệ nó đi, bạc nó phiêu sương hơn. Cảm ơn Chúa. Thật là mà nói ra, chúng ta sẽ nói gì về Chúa, chúng ta sẽ nói cho mọi người về Chúa. Quý vị, tôi nghe quý vị nha, có một lần tôi cũng là người chia sẻ cho gia đình Hội Thánh, và tôi có một người chị này, tôi không nói tên, chị này rất xông xáo, xung phong luôn. Tôi giảng về truyền giáo, về nhà cha chồng, vô cha chồng là Công giáo phải không, cha chồng thờ ông Diệp, cha chồng thờ ông Phật, cha chồng thờ tùm lum luôn. Các bạn vô mới nói gì lớn già đầu mà đi thầu ma lại quỷ. Quý vị, tôi giảng để cho họ biết chân lý chứ đâu phải đi dỗ người ta. Vậy mà ý gì biết chuyện gì xảy ra không? Ông già chồng cầm chổi trà quất cho một phát chạy ra đường luôn. Tao cấm mày nói ma quỷ ở nhà tao à. Thành ra chúng ta phải biết lời Chúa để đưa người ta tới với tình yêu, chứ không phải là đả phá. Amen, nghĩ tôi không? Đã phá là chỉ có chết chứ bị thương thôi, chổi trà là đỡ đó. Quý vị có biết, sau khi tôi nghe chuyện đó, tôi thấy mình cũng như một sư cáo trách. Mình dạy con Chúa chưa trọn vẹn. Và tôi đã trực tiếp sau tuần sau tôi tới nhà ông đó, tôi nói cách khác, tôi không đưa chân lý, tôi cũng không nói chuyện dàn Kinh Thánh, mà tôi chỉ đưa lời chứng của mình ra thôi. Lời chứng của mình là bằng chứng, lời hàng sống. Amen tôi quý vị. Mình đưa cái lời chứng của mình, ngày trước sao, ngày này sao, nó thay đổi sao. Như chị gì đó, Thiện Ân á, Hội Thánh Thiện Ân của tôi đó. Quý vị có biết không, tôi nói vợ tôi đi qua Mỹ. Bắt đầu tôi kể câu chuyện cho ông đó và tôi kể cho bà con nghe luôn. Tôi qua Mỹ thì ông bông so, người Mỹ trắng đã bảo lãnh tôi, người đó là người tin lành. Lạ chưa? Trời không khỏi nắng. Vô nhà thờ của ổng, tiếng Mỹ không, lúc đó không giỏi tiếng Anh, không chơi. Và ổng cứ mài ổng đi. Và quý vị ơi, có một ngày đẹp trời, trong chỉ qua có ngày tuần đầu thôi, tuần sau là ổng vũ ra sân bay để coi máy bay đáp lên đáp xuống. Quý vị, máy bay rác vô đầu, hai vợ chồng tung tăng coi máy bay thôi, ổng coi cái ổ gà. Vợ tôi mới lọt cái bụp, sụp cái ổ voi chứ không phải của gà. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Tin buồn xảy ra ngay lúc đó. Vợ tôi đã bị chấn thương chậu, gãy xương chậu bà con, xương mông xương đuôi đó. Và từ đó tới ngày hôm sau bà con không còn mang giày cao gót nữa, chỉ có mang dép Lào nó thẳng này nè. Đời còn gì vui. Thế mà Chúa cũng có chương trình. Chúng ta đi bỏ Chúa nhưng mà Chúa vẫn có chương trình. Nên tôi mới là biết Chúa, nên tôi là bây giờ phải giảng, phải truyền đó bà con, phải giảng truyền. Quý vị ơi, sau khi 1 năm tới 2 năm, tự vì lúc đó mới qua đâu có việc làm, thành ra đâu có bảo hiểm, kêu là cái gì ăn mày đứt tay bằng nhà đổ dục phải không, thì tôi vậy đó cho chơi luôn. Và vợ tôi đã đau, và cái chỗ mà gãy nó không lành, nó bị quốc kỳ là nó bị chật á, thành ra không có bao giờ bà bả được yên ấm đó. Tối ngày cứ đắp cái bịch nước nóng á. Và Chúa đã cho tôi thấy được Chúa là ai. Bỗng một ngày Đẹp trời, mục sư Quỳnh Quốc Khánh ở bên tiểu bang Texas bay qua bên Oregon, và vợ tôi đã đưa nan đề đó dâng lên và mục sư Khánh cầu nguyện. Quý vị ơi, một năm cái vết thương đó, chụp hình lúc trước là nó dày, sau khi cầu nguyện thẳng băng và bắt đầu mang guốc cao trở lại. Amen. Mang guốc cao, còn cao hơn ngày trước nữa. Và từ đó tôi lại tốn tiền dài nhiều hơn lần trước. 300-400 đôi dài là thường. Guốc cao á, cảm ơn Chúa, không phải tốn tiền mà buồn, mà cái vui là Chúa chữa lành. Amen bà con. Chúa chữa lành, Chúa là đất công bình, Chúa biết người nào kêu cầu Ngài. Thì người nào kêu cầu Ngài thì sao? Thì sẽ được cứu. Cảm ơn Chúa. Tôi làm chứng cái điều đó cho ông đó đó. Ông nói wow, Chúa của anh tuyệt vời quá. Cái mà cặp cỡ trà đó. Tôi nói chưa hết, còn nữa. Tôi muốn làm cho ông biết rằng chị đó là chỉ vô tình chỉ nói, nhưng mà tôi đưa lời rằng chứng sống ông phải biết Chúa là ai, phải phục. Tôi tiếp tục tôi nói, chú có biết không, sau khi Chúa đã chữa lành ba tôi, rồi bắt đầu Chúa chữa lành vợ tôi, thì bắt đầu ba tôi vào năm 87 tuổi, ba tôi bị tiểu đường. Bác sĩ bó tay, kêu là 3 ngày là xong luôn, cho ăn gì ăn. Nghe câu đó ai cũng biết phải không? Ăn gì ăn. Và tôi nghe tin tức đó, tôi bay về Việt Nam, tôi vô bệnh viện Bình Dân và ngồi trước mặt ba, nhìn ba mà ba không biết mình. Cứ như vậy nè, ba khỏe không ba? Ba có sức khỏe không ba? Ổng là võ sư, giờ hết sư luôn. Quý vị có biết không, đời sống chúng ta nhanh lắm, mới đó thoáng đó, lại đi đó. Và tôi khóc, tôi nói với Chúa rằng, tôi không biết sao tự nhiên bắt đầu lời Chúa trong miệng tôi, không có câu nào hơn là Chúa. Chúa ơi cứu ba con, Chúa ơi cứu ba con. Tôi cứ kêu như vậy thôi, mà tôi kêu suốt 1 tiếng 2 tiếng tôi không biết luôn. Đến hỏi bệnh viện đóng cửa, và họ nói anh về đi, ngồi lẩm nhẩm hoài à. Quý vị, tối hôm đó tôi về, thì sao biết không bà con? Mà nó bóp cổ ba tôi. Tại vì sao? Ổng thờ thần tượng, ổng thờ quá nhiều, giàu càng thờ càng tóc, càng có quỷ nhiều. Quý vị biết, sáng hôm sau tôi tới bệnh viện Từ Dũ, tôi mua chiếc xe lăn và mang xác ba tôi về, thì tôi thấy ba tôi bể một con mắt bự vậy nè. Tôi nói ba, đừng chết còn đánh lộn nữa. Cái này nói vui thôi, tôi không có nói câu đó. Tôi nói sao ba, có tình trạng gì xảy ra vậy ba? Ông nói là ma. Mà cái người gần chết nói không rõ rõ, tôi chỉ nghe đơ đớ là ma. Và tôi khóc, tôi bồng ba tôi về, tôi để lên trở về quận 4, ngay cái giường ông nằm. Và đúng 12 giờ, lần này tôi mới tin. Khi mà đúng 12 giờ là giờ của tụi nó ra. Quý vị biết không, nó bóp cổ ba tôi. Nhà tôi về 10 mấy người đứng, vừa nghe anh chị ơi, cô chú ơi, cậu Tấn ơi, chạy vô đi. Hai cái người mà giúp việc nhà đó kêu vô, chạy vô, đứng xếp hàng vậy nè. Cái giường nằm đây, đứng xếp hàng giống như trò cờ, không ai nói hết, nhìn ông chỉ chết thôi. Còn tôi cũng vậy luôn, nhưng mà tôi không dám mở mắt ra, tôi không chứng kiến bà tôi chết trước mặt tôi nhắm mắt lại, thì Ngài phán với tôi rằng cầu nguyện cho cha con. Tôi mở mắt ra, tôi nói ai nói gì vậy? Không ai nói hết. Tôi lại nhắm mắt, tôi nói là tôi quán gà rồi, lại một lần nữa hãy cầu nguyện cho cha con. Tại sao Chúa làm như vậy? Tại vì ngày hôm qua tôi kêu Chúa, mà ngày hôm nay tôi đang đối diện với Satan và tôi khẽ im lặng. Chúa kêu tôi bà con. Ngày lúc đó tôi bứt sụp xuống và tôi cầu nguyện cho cha tôi. Cha tôi không ngồi được. Và tôi kêu chị hai và anh ba, tôi dựng anh ba tôi dậy và tôi cầu nguyện. Tôi đặt tay, tôi kêu giống như là professional và chuyên nghiệp vậy bà con. Trong danh Chúa Giêsu Christ người Nazareth, ta ra lệnh ma quỷ mày không được bóp cổ của cha tao. Trong danh Chúa Giêsu Christ người Nazareth, ta ra lệnh tiểu đường mày phải lùi ra ngay. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh thiên sứ của Ngài bảo vệ trên trước đằng sau, không được tan mẹ ở đây. Trong danh Chúa Giêsu, amen. Tôi vừa buông tay ra, ba tôi sống vậy bà con. Ba tôi sống vậy. Bà tôi ôm tôi, bà tôi khóc, bà tôi hỏi con về hồi nào vậy? Tôi về hôm qua rồi. Mà bà con biết không, chị hai tôi nói ông hoàn hồn, ông hồi sinh 3 phút cũng chết liền à. Con người cô biên, người vô tính là vậy đó. Rồi cảm ơn Chúa, ông ngồi tới 2 tiếng đâu chết đâu. Và bà con ơi, sự vui mừng đã đến. Cả nhà vui mừng với tiếng cười cộng với tiếng khóc của sự vui mừng đó bà con có biết không? Tôi khóc, tôi xa ba tôi. Dầu ba tôi đánh tôi, không thờ lại thần tượng, nhưng mà cảm ơn Chúa tôi xa ba tôi để tôi biết Chúa và tôi trở về. Cái cầu nguyện đó là cái bài học từ nước ngoài về. Chúa ở khắp Nam Châu. Và ông đã sống vậy bà con ơi. Ông ôm tôi, và tôi nói từ 12 giờ mà tới 1-2 giờ sáng, tôi nói ba ơi đi ngủ đi, ngày mai nói chuyện. Bắt đầu ông kể như vậy nè, hồi hôm qua tại cái chỗ bệnh viện á, bà đánh 6 con quỷ luôn. Quỷ mà ông nói là 6 con đỏ xanh tím vàng tủ màu hết. Bà đánh nè, mắt ba bể nè. Bây giờ ngay cái giường này cũng nó. Thôi bà không ngủ đâu. Tôi nói cho bà con biết, truyền giáo không phải là truyền ở ngoài đường, mà truyền tại gia, truyền tại chỗ ở, truyền tại chỗ nào mình đứng. Quý quyền của Chúa cho chúng ta đứng ở đâu thì ma quỷ phải bắt phục. Amen. Tôi mới nói rằng bà nói cho con nè, giống như là một người không phải là mục sư mà một thành lũ quá rồi đó. Bà nói với con nè, Chúa cứu con. Bà nói đi bà. Ông nói Chúa cứu con. Tôi nói bà nói nhẹ quá, nói lớn lên, Chúa cứu con. Ông nói Chúa cứu con. Tôi làm 3 lần như vậy, ba phải nói 3 lần, Chúa cứu con, Chúa cứu con, Chúa cứu con. Ông nói xong tôi phát bài, ba ngủ đi đó con ma là bắt bà. Quả thật như vậy, không phải chúng ta quyền năng, bèn là Ngài có năng quyền. Và cha tôi ngủ tới sáng, phép lạ tiếp tục xảy ra. Sáng hôm sau tôi đẩy xe lăn ra ngoài giữa sân để ông ngồi hứng mát. Ông đứng dậy ông đi, và ông đi ra đi vô cả làng nói ông này, ông Mười Dư là Superman. Người ta dùng mấy từ lạ không à. Quý vị ơi, không có Superman gì đó. Chúa mà giấy người đó vậy, xác chết cũng phải sống vậy. Và cảm ơn Chúa, ba tôi đã tiếp nhận Chúa. Và nhiều anh chị em cũng còn nghi ngờ, nhưng mà từ từ đang đức tin. Đó, 2 câu chuyện đó. Ông quét chỗ trà, ông ngồi mớ ra. Và tôi nói vậy thì có Chúa thật. Chỉ có người trình diễn sai. Nhưng mà nhưng mà mình không được làm như vậy. Tôi lại dạy ông lại nữa. Cảm ơn Chúa, ông phục bà con. Chúng ta có tôn vinh Chúa bằng cách đó không? Tôn vinh qua đời sống thật. Đừng có nhảy vô. Có nhiều người thấy người ta đeo quyến cục kìa, chạy lại chập chực quỷ ha, nó đánh chọc cái bóp. Đừng có làm như vậy. Phải làm bằng sự thông minh mà Chúa cho. Hãy khôn như rắn, hiền như bồ câu, phải không? Đúng không? Thành ra chúng ta phải biết cái gì chúng ta làm. Đừng có nói tin lành rồi đi bậy rồi nói lành sao được. Đúng không? Thành ra cảm ơn Chúa, chị cũng vẫn chưa lớn lên. Thành ra tôi lo hội thánh có nhiều con người còn non trẻ lắm. Ngày nào đáng lẽ là phải đưa người ta bú mà bây giờ vẫn còn bú bình. Kinh Thánh nói phải không? Để chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, dầu họ không bú bình nhưng mà họ không bỏ Chúa là được rồi. Cái đó là cũng còn cảm ơn được mà. Amen. Thành ra trong cái tích cực thì tôi đều có tích cực, tiêu cực tôi trừ ra hết. Thấy cái đó không tốt nhưng mà bà vẫn ngồi nhà thờ tới ngày hôm nay, không lớn nhưng mà cầm mình sửa cũng được rồi. Amen. Amen không? Cảm ơn Chúa. Tôi mới có nói có 1 trang thôi. Cảm ơn Chúa. Với quý vị ơi, Chúa cho chúng ta có nhiều cái cách làm việc lắm. Chúng ta không phải người truyền giáo thì chúng ta cũng truyền được. Tôi đâu phải là người truyền giáo. Ngày hôm nay tôi giảng, tôi không hiểu tôi là ai mà. Thành ra tôi nói quý vị, hãy tin cậy nơi Ngài, hãy trông cậy nơi Ngài, và hãy ở trong Ngài. Vì Ngài có quyền trên tất cả. Có ai trên đất này kêu là ông Phật quyền năng, ông Đĩa năng quyền? Chỉ có Chúa đấng quyền năng. Amen. Chỉ có Chúa là đấng quyền năng. Cảm ơn Chúa. Quý vị ơi, phép lạ chưa hết. Tôi nói cho ông đó, cái tôi cắt ngang cái ông quét chổi đó. Bây giờ tôi nhớ là sau khi tôi ở Việt Nam 1 tháng, tôi dắt ba tôi đi sở thú, coi khỉ coi cọp, rồi tôi về. Tự vì 1 tháng hết vacation hết rồi thì phải về Mỹ. Và tôi nhận được tờ giấy rất là vui mừng. Chưa bao giờ tôi thấy trong đời tôi luôn. Một người tiểu đường đã dính rồi là dính luôn. Mà ba tôi sạch luôn. Không còn tiểu đường trong đời tôi. Không thấy luôn bà con. Bởi vì tôi càng ngày tôi thấy Chúa quá tuyệt vời bà con ơi. Nếu mà chúng ta không nói là chúng ta đã mất đi cái điều mà ân sủng mà ban cho. Phải nói, phải ban ra, phải biết cho người ta biết. Ba tôi hết tiểu đường. Chưa hết, bác sĩ nói 3 ngày, ba tôi sống tới 5 năm. 91 tuổi. Người ta hỏi con sống không? Tôi nói bộ già, bộ rắn hả lộc già. Chúa cứu 5 năm, 5 ngày cũng mừng rồi. Amen. Có người mình, có nhiều người người ta lý luận lắm. Mình nói câu chuyện cứu rồi cái hỏi cứu người sao? Ổng còn sống không? Để cắt nghiền. Nhưng mà đừng có nói để cho cái lối của con người nó cắt mình. Mình nói sống 5 năm là tốt rồi. Ông nghĩ bác sĩ chơi 3 ngày mà nấm nấm ông còn hỏi gì? Sống chăm hả? Cảm ơn Chúa. Như vậy, vậy thì phương châm của Cơ Đốc nhân là gì? Phương châm của Cơ Đốc nhân là truyền giáo. Một con đường, một công việc. Một con đường là gì? Một con đường là con đường của Chúa Giêsu. Một công việc là gì? Một công việc là chinh phục linh hồn người ta đến với Ngài. Amen. Có hai điều thôi. Con đường là con đường đến với Chúa. Và một công việc nữa là chinh phục những linh hồn hư mất. Gia đình mình còn bao nhiêu người hư mất mà. Đừng có đi ra ngoài đường, phải lo trong nhà. Người ta nói đây gia trị quốc bình thiên hạ. Lôi này là lôi chữ nho của ba tôi đó. Phải nha, tiếp và tiếp. Cảm ơn Chúa tôi đã làm điều đó. Gia đình tôi được bắt phục. Và lần bắt đầu tôi thống trị luôn bà con. Bà con biết cái thống trị không? Cái thằng Út mà nó thống trị, nó không phải thống trị giang hồ nha. Thống trị theo Kinh Thánh nha. Mỗi lần ăn á, quý vị, mình phải là con Chúa, phải làm chủ quyền. Đồng ý không? Nơi nào bàn chân của người tin lành giặt tới đó thì phải chủ quyền. Tôi bước về nhà tôi mà. Ở Mỹ về nhà cũ mà. Chủ quyền. Mỗi lần ăn cơm tôi nói ba mẹ anh chị em nhắm mắt lại tôi cầu nguyện. Mấy người nhìn vậy là nó làm gì cơ. Vậy mà tôi nói ủa sao nhắm mắt. Và tôi cầu nguyện. Cứ lần lượt hết một tháng là cầu nguyện đủ không sót luôn. Và tập cho họ. Bây giờ á, sau một tháng tôi mà còn tông và chi chưa vô bằng mâm á, kêu Tính vô cầu nguyện rồi ăn. Amen. Chúng ta có quy quyền là sao? Chúa cho chúng ta quy quyền từ thở ban đầu rồi. Chúa đã đào chúng ta, Chúa lập nặng chúng ta từ lúc hoài thai trong bụng mẹ rồi. Mà tự nhiên chúng ta không biết, chúng ta phủ nhận, chúng ta nói tôi không làm gì, tôi không là cán sự, tôi không phải là cộng sự, tôi không phải là mục sư, đừng nói đâu vậy, tiêu cực là sẽ tiêu luôn. Phải nói trong sự tích cực. Bởi vì hội thánh tôi ai mà nói tích cực á, tôi nói ngoan. Rồi, ai mà nói tiêu cực, giảm bớt cái đó đi, tôi không muốn nghe. Đơn giản vậy thôi, chứ không có chừng trị. Cảm ơn Chúa. Vậy là truyền giáo là truyền điều chính Chúa dạy chúng ta qua đời sống kinh nghiệm của chúng ta. Amen. Và quan trọng là hãy truyền giáo cứu gia đình mình trước. Amen. Rồi sau đó mình đi lần lượt. Tôi đi từ trong nhà cha mẹ. Bắt đầu bước thứ 3 nè. Nhớ tới bước thứ 3 còn kinh khủng hơn nữa. Tôi cầu nguyện nhắm mắt lại không? Nghe lời đúng không? Bắt đầu tôi lên ha. Quý vị biết cái gì không? Nhà ba tôi đó, nhà nào Việt Nam cũng có hình bát quái phải không? Rồi cái bàn thờ tùm lum phải không? Tôi bắt cái thang lên, leo lên tôi gỡ cọng kẽm bắt hình bát quái, cầm nguyên cái bao bố, hốt từ ở ngoài cửa trên mà hốt vô tôi phòng trong, hốt luôn cái bàn thờ bỏ vô. Một bao quăng giữa sân, qua nhà chị hai, hốt tiếp một bao. Hốt thần tượng đó nha, tưởng tượng hốt tiền. Hốt bỏ vô 2 bao, 5 nhà 5 bao, quý vị khủng khiếp không? Chở xe chất không hết á. Mà con tôi nè, vợ tôi là phụ tá đó. Rồi xong, bắt đầu đem ra sự tán đó. Bắt đầu tôi cầm cây búa, con tôi cầm búa, vợ tôi búa. Kêu người ở cầm búa luôn. Người ở cầm búa làm vậy nè. Cầm ông Địa làm vậy nè. Ông Địa ơi, đừng bẻ tay con nha. Chủ kêu con đập á. Cái tôi nói, chị làm gì vậy? Chị làm nhảm với cái cục đó làm gì? Đập đi! Cái bà đập cái bá, ai cha, bà la lên nữa, tự bà la. Tôi tưởng cái cục kia la. Đấy cười thì có đời sao mà nó vỡ phình đấy. Và cảm ơn Chúa tôi đã dẹp hết. Quý vị biết cái bó nhang không? Bó nhang bằng mặt cái mặt ghế này nè. Nhang này thật thấp 3 đời cũng không hết luôn. Biết sao không? Nguyên một cái bó bự vậy nè. 3 đời cũng không hết luôn. Tôi hốt tôi bỏ vô cái thùng cái khạp á, đổ dầu đốt. Rồi xong đi về Mỹ. Mấy chị em lại hỏi, ủa bây giờ dọn rồi chừng nào thay cái mới? Quý vị nghe tiền không? Mình truyền giáo mà nghe những cắt cớ không à. Và quý vị biết tôi làm gì không? Tôi dọn là mai rồi đó. Còn kêu mua đồ nữa. Xong tôi về. Oh man, tôi về tôi không biết. Ở bên đây chửi không biết cái gì nữa. Quý vị khỏi nói chửi đúng không? Cái gì mà từ mà tệ nhất họ đem ra. Họ mạt sát. Nhưng mà không sao. Chúa vẫn ở cùng chúng ta. Người truyền giáo không bao giờ mà bị áo giáp không rách. Rách hết. Rách từ trong ra ngoài. Mà quý vị ơi. Quý vị. Sau khi đó đó. Tôi đốt hết rồi tôi về. Anh tôi lại chơi chiến kêu là 5-10. Ổng có dách vậy nè bà con. Cái dách toán vậy ha. Cái anh đào cái lỗ vừa bàn thờ. Anh đút vô hết cái anh treo cái miếng giấy lên. Anh chơi già ngụy trang đó bà con. Vậy mà Chúa cũng chỉ bà con. Tôi về nước tôi đi vòng vòng, nghiên cứu những cái gì mình đã dọn coi nó còn cái gì còn vớ vẩn không. Vậy mà Chúa chỉ bà con. Cái nhà gì có tầng trên cái gác á, tôi lên gác tôi nói sao kỳ ta, cái vách mà có cái màn. Thường thường cửa sổ thì mình xuyên ra mình thấy nó là cửa sổ, khoảng này cái vách có tôi à, cái gì đây nè, dở ra thấy hắn. Tôi mới nói anh, tôi anh đừng làm vậy, tôi buồn. Nhưng mà anh có biết ai buồn hơn không? Chúa, tôi đã chia sẻ cho anh bao nhiêu năm ngày rồi, không phải một tháng mà mấy năm rồi. Nhưng mà gặt cái gì, gieo cái gì gặt cái đó nha, chơi quỷ mà. Tôi không dọn nữa. Mục sư, mình là hết rồi, bó tay, không chơi, để Chúa làm. Sau khi họ thờ thần tượng, hai vợ chồng lấy nhau, sanh đứa nào chết đứa nấy. Vừa ra đời cái a lên é khóc cái chết. Và cuối cùng một đứa, hai đứa, sợ quá kêu cậu Sáu ơi là tôi đó, và mợ Sáu về cầu nguyện cho tôi đi. Con tôi nói thằng thứ ba mà nó ra nó chết là chồng tôi bỏ luôn. Gì? Cây độc không trái mà gái độc không con á. Bây giờ lại mời về, còn trước thờ không kêu. Và tôi vẫn bay về bà con, bay vé về và cầu nguyện. Đứa bé đó bây giờ lớn đến 10 mấy tuổi. Amen. Không chết, sự cũ nó đã qua đi và sự mới trở thành tên mới. Cảm ơn Chúa bà con. Và bắt đầu tự họ dọn luôn, thấy không? Đi điều tra cũng vậy à, chừng này tự dọn luôn. Tối ngày cứ coi hướng coi trước, bà con đẻ ra cho tách. Bây giờ không coi hướng nữa. Giật thật là bây giờ cũng không trung tính, nhưng mà vẫn là biết Chúa, tự là đã tiếp nhận Chúa bắp tem rồi. Cả nhà tôi bắp tem hết bà con. Cả nhà tôi tin Chúa cả bà con. Đánh trong ra ngoài luôn. Bắt đầu tôi mới ra làng xóm. Ra làng xóm nó nói mình khùng. Tiếp tục cứ cho mình khùng đi. Vậy mà nó từng từ nó vô trong xóm. Bởi vì mới lập cái Hội Thánh Tiên 1 ở tại quận 4. Thấy không? Rồi bắt đầu qua Mỹ. Lần lượt. Thành ra quý vị ơi, chúng ta là người của Chúa. Chúng ta không bao giờ bị ngã lại đằng sau. Hễ ngày nào chúng ta ngã, chúng ta cũng được Chúa tự lại. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng người công bình ngã 7 lần thì Chúa làm gì? Một sư Lạc thuộc Kinh Thánh nhất. Người công bình ngã 7 lần Chúa vẫn đỡ vậy, đúng không bà con? Và tôi cảm ơn Chúa, tôi học được câu Kinh Thánh như thế này, nói như thế này nè bà con. Thi Thiên đoạn 18 câu 34 tới 35. Ngày tập tay tôi đánh giặc, đến nỗi gì? Cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi, làm khiên tay hữu cho Chúa nâng đỡ tôi, và sự hiền từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng. Cảm ơn Chúa, hồi xưa tôi cực lắm, bây giờ đi đâu ai cũng kêu là, không phải nói nha, ở bên Mỹ á, cứ kêu tôi làm governor là gì? Thống đốc. Wow, mình đi mục sư thôi, võ sư nó mới kêu, mà mục sư nó kêu tên cao luôn á. Chúa cho cao trọng đó bà con. Đúng là Chúa không bao giờ để một người mà khát khao mà ngã hết á. Ngày nào chúng ta còn truyền giáo thì hãy nhớ rằng đừng dừng bước. Bởi vì nếu mà dừng bước, Chúa sẽ sai người khác. Rõ ràng. Có chị Tám ngồi đây mà chị Tám không làm thì chị Tám khác làm. Amen. Và cái câu mà tôi học được nữa, bà con nhớ câu này nè. Bà con học thuộc câu này là cái câu mà trong ngôn mà tôi nó nhớ trong lòng. Câu này là người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Là truyền giáo đó. Mình nói sao mà người ta biết Chúa. Nói sao mà đừng người ta đập đó. Là người khôn ngoan. Chứ không phải Kinh Thánh nói là người khôn ngoan có nhà đẹp, vợ đẹp, xe đẹp, cái gì cũng đẹp không. Người không quan là người có tài được linh hồn người ta. Amen. Nhớ cái câu này cho tôi. Bởi vì chúng ta mà cứu được nhiều người là Chúa cho chúng ta là người khôn ngoan. Không phải dễ cứu đâu. Không phải biết là mình cứu người trong gia đình không nổi đâu. Họ cứu mình thì có. Nhưng mà mình cứu được rồi, bắt đầu mình được cái dày dặn đó đó. Đi ra đường tôi bắt đầu mục sư mới nói đó. Thầy Chúa tôi ban luôn. Thầy Pháp tôi cũng ban luôn. Thầy Pháp hả? Thầy Bói hả? 2-3 đứa trở lại Chúa luôn á. Thiệt. Tôi nói là tại sao mày dám cãi trời? Trời kêu ai nấy dạy, trời cho ai nấy hưởng, không trời đúng mày làm nên. Tại sao mày dám nói là đường này cấm, đường kia không được đi, ngày này cấm, ngày kia kỵ? Lo là đại diện xứ trời rồi, mà trời đâu có ban phước cho những người này. Hãy ăn năn đi và cầu nguyện đi. Cầu nguyện liền tiếp nhận. Cái bà thầy Bói đó, ông chồng chạy tới cầu nguyện luôn bà con. Giống như Chúa cho mình cái quy quyền bà con ơi. Không phải là chúng ta làm được cái gì cả, mà Chúa cho mình nói. Cái bà vợ thôi mà ông chồng chạy tới cho tôi cầu nguyện chung luôn. Tiếp nhận Chúa. Thành ra truyền giáo rất là sướng bà con. Ai nói khổ tôi không thấy. Amen. Trở nên người công tác cho Chúa Giêsu đó bà con. Trở nên người công bình, người phục vụ cho người hư mất để trở về với Chúa đó bà con. Không phải là chuyện chơi đâu bà con. Sứ mạng chinh phục linh hồn tội nhân là khẩu hiệu truyền giáo. Amen. Đọc lại một lần nữa. Sứ mạng chinh phục linh hồn tội nhân là khẩu hiệu truyền giáo. Amen. Sứ mạng nha, đại mạng lệnh nha, chứ không phải là lệnh nhỏ, lệnh lớn, mà lớn là từ trời, phải làm. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa đã cho tôi thấy được truyền giáo. Ngày hôm nay, quý vị có biết không? Có một người ở trong hội thánh bên Mỹ nói câu này thật là đau lòng. Ông nói tôi về nè, đi giảng đạo, đi vô chùa chi, chọc mấy đó. Tôi nói cho anh nghe nha, mình đi thi á, thi bằng lái, thi quốc tịch á, mình lựa câu nào dễ mình đánh vô để mình có điểm, chứ hỏi đi vô chỉ kiếm mấy cầu thụ đụng. Họ đang lý thuyết chính là mục sư đấy. Mục sư nói với tôi vậy đó. Tại sao chúng ta làm khó mình vậy? Tại sao phải đi nói với mấy cái ông này đầu chọc thầy bói thầy làm khó vậy? Thấy ông đi thi không? Chắc cái nào dễ thắng. Tôi nói cái đó là của anh, còn Chúa cứu tôi khác à. Không giống nhau. Amen. Không giống nhau. Và cảm ơn Chúa, nhờ như vậy đó bà con, nên không có chùa nào mà tôi không bước vào. Mà nói nghe nha, đừng bắt chước nha. Vô tim dập dữ lắm bà con ơi. Truyền giáo mà, một là giống như là mình cần bác sĩ mình truyền tim đó, truyền đó, vaccine nó chích đó là truyền. Thành ra vô đó, đừng có nói ngông ngỗng là ta đây nha, phải hạ mình. Amen. Hạ mình trước Chúa thì Chúa mới nâng mình lên. Tôi đi bước vào chùa, cái trái tim tôi nó đang đập vậy nè, bình thường thôi. Bước gần tới cổng chùa, có một cái sự áp lực nó đánh vô một cái, bập bập giống như là không nổi luôn bà con. Tôi không đứng lên. Chúa ơi, trong danh Chúa không có làm vậy đâu. Chúa ơi, con đang đi với Ngài, xin Ngài ở cùng con đang vào chiến trận, con biết Ngài là đấng chiến thắng, Ngài là đấng chiến thắng, con đi với Ngài. Mà tôi giàu càng vô tự nhiên nước mắt tôi nó càng chảy ra. Mà tới ông thầy chùa lại là tôi là tướng sói. Tôi hỏi, ủa tôi đâu rồi, lâu chưa, anh khỏe không? Ông nào bà nào cũng nói sao ông kêu tôi bằng sư. Tôi nói sư nào, bà thuần trăm tuổi, anh là chú cháu thôi chứ bà kêu lộn không. Thế mà mấy tụi nó giận cãi. Và cảm ơn Chúa, những cái điều đó là cái điều không phải là gây gỗ, nhưng mà cái điều đó là cái điều khơi mào để cho người ta thách đối với mình. Và trong danh Chúa Giêsu Christ tôi nói một lát, tắt đài hết. 3 chấm chết luôn, 6 chấm càng chết nữa. Tại sao? Tại vì trong lẽ thật của Ngài, trong lẽ thật của Ngài nói gì? Ta đạo tương ngươi mà ngươi không thờ, hắn là không thờ, đúng không? Thành ra ha, tôi nói một lát á, làm như là lẽ thật của Chúa đó, chặn đứng hết luôn. Bây giờ mà nó đem võ công thiếu lâm giá đánh tôi thì được thôi, chứ còn bây giờ mà nói lý là không bao giờ. Đã nói lẽ thật của Ngài là lời hàng sống, sắc như gươm hai lưỡi, đánh sâu vào tâm gan của người ta, làm sao mà nó cãi được. Thành ra nó chỉ điên im lặng, nó không dám kêu mà nó im bà con. Tôi giảng một lát 45 phút tôi nói gì đi chứ. Không ai nói bà con. Thành ra sự vinh quang thuộc về Ngài. Amen. Sự vinh quang thuộc về Ngài. Truyền giáo là như vậy, đừng để cho ma quỷ nó cứ lộng hành. Tôi nói thiệt, câu chuyện tiếp là vui lắm. Tôi vô trong chùa 2 tiến thủ, còn trẻ đẹp lắm. Cách đây 10 năm tôi vô chùa gần nhà tôi. Tôi vô, tôi bước vào 2 thí chủ. Tôi hỏi, cô, ông nào bà nào lớn nhất ở đây cho tôi gặp mặt. Tôi vô là tôi không gặp đệ tử đâu. Cái người đệ tử hai cô đó đó, xin lỗi thí chủ. Tôi nói gì thí chủ nữa đây, tôi đâu có vào đâu mà thí chủ, đừng có nhập bọn. Nói nghe nè, ổng đâu bà đâu. Cái chiếc xe mới chạy ra mặt xe điện màu đen á, là nữ chủ tù đó, chủ chùa. Wow, đi xe mặt xe đi bà con. Rồi tôi đâu có bỏ cuộc. Quý vị, truyền giáo đâu phải là bắt được con cọp, bỏ con cọp con làm láng hết. Bà đi hả? Rồi tôi đợi bà luôn. Hai chị, tụ đây lâu chưa? Dạ lâu rồi. Bao lâu là bao lâu? Em mấy tuổi rồi? Dạ em cũng 50. Vậy vô mấy tuổi? Dạ khoảng 10 tuổi. Thế đời đẩy đưa hay là tự em muốn vô? Tôi hỏi giống như là người phỏng vấn nha bà con. Thấy không, Chúa làm đó bà con. Hỏi phỏng vấn vậy đó, trả lời nhưng câu hỏi tôi luôn. Rồi thế nào? Trong đời tu có bao giờ nghĩa ông nào không? Oh man, bà ngứa liền. Bà nói tu đâu có được đâu. Vậy là sai. Lời Chúa tạo cho Adam và Eva sanh trên đất này để sanh sản đầy dẫy trên đất. Tại sao không sanh? Chúng ta đã đi ngược với thần đói. Bởi vì chỉ có chết thôi. Thấy không? Thèm mà không làm ăn được. Tôi nói lần này, lần sau về để tóc dài ra nha. Quý vị ơi, bà khóc, bà con, hai cô khóc luôn. Nè, cái băng ghế dài về nè bà con. Giống như băng ghế, bằng cái đàn phải không? Tôi ngồi góc này, hai bà ngồi sát góc đó phải không? Vậy mà tôi giảng mà lát xích lại gần nhau luôn. Tự vì lời Chúa là lời lẽ thật, làm cho người ta mê, chứ không phải mê tôi. Cảm ơn Chúa. Quý vị, hai bà khóc đó bà. Còn nói một câu này mà tôi kể cho bà con nghe. Vui lắm, đi truyền giáo vui lắm. Sao chú không nói sớm? Cảm ơn Chúa. Thiệt là đau lòng ha. Thành ra, hỡi tất cả các anh chị em thân mến, hãy truyền giáo. Amen. Amen. Tự vì chúng ta không truyền giáo. Đây là cơ hội của năm nay, tôi nghe tin mừng rất lớn. Cái này là thế kỷ đó. Là tin lành được gì? Được công nhận, là không còn bắt bớ nữa. Thì chúng ta là đây là cơ hội, đây là dịp tiện. Chúng ta phải giơ bàn tay vào và nói với Chúa rằng hãy dùng con, sai con, có con đây, như Ê-sai đã nói. Có con đây, hãy dùng con, đừng để cái điện đó đi qua. Nếu chúng ta làm như vậy, thì đất nước Việt Nam cứ giận dữ vậy. Tốc độ của chúng ta phải đi lên. Bởi vì tôi về năm nào cũng tiến dân, con dân Chúa tiến lên phải không? Nhiều phải không? Những khuôn mặt lạ tôi chưa biết nữa. Mà tại sao người tin lành mà người gốc có mà người mới không có? Tại vì chúng ta không dùng quyền năng, phép lạ, di chuyển của đôi chân tin lành đi. Amen. Đại mạng lệnh của Chúa là hãy giao giảng tin lành. Trước khi về trời, Ngài phán câu cuối cùng: hãy giao giảng tin lành, hãy giao giảng tin lành, hãy đi cùng trời của đất, hãy nói và làm báp têm cho họ. Hãy làm. Amen. Bởi vì đó là sứ mạng và mạng lệnh. Cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng ta rất nhiều. Và tôi giảng tới đây. Còn 3 trang nữa, không giảng nữa. Đủ rồi. Nói cho vui chứ thời gian có hạn. Tôi biết là tôi soạn tới 7 giờ tối tới 7 giờ sáng lại đây luôn quý vị. Nghỉ 12 tiếng là 12 trang không? Thành ra tôi có nói với quý vị là nếu mà chúng ta khát khao lời Chúa thì đầy ắp lời Ngài trong lòng mình. Không bao giờ đựng hết nổi bà con ơi. Không bao giờ đựng hết nổi. Và nhớ câu Kinh Thánh mà tôi nói tuần vừa rồi. Hãy đến với Chúa, đừng có xé lòng, xé áo. Quên, đừng xé áo, mà xé lòng. Amen. Nói nhanh nó lộn một chút. Thành ra Kinh Thánh nói trong Matthew đoạn 9 câu 36 37, mùa gặt thì thật chúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin mùa gặt, sai con gặt đến trong mùa mình. Cảm ơn Chúa. Tôi đang đứng đây giống như sa mạc, ướt hết áo quần. Thành ra quý vị ơi, sự sức giàu ở đây rất là mạnh mẽ. Amen. Tôi giảng hội thánh tôi nó chảy chừng 4%, mà bây giờ bên đây 100% luôn. Thành ra quý vị ơi, you may live a life worthy of the Lord. Hãy ăn ở cách xứng đáng với Chúa. Và Chúa sẽ dùng chúng ta. Tôi nói rồi, tôi là người dở nhất, ít nói nhất, kêu là linh hồn tượng đá mà đi đâu cũng gõ người ta được. Là lời Chúa cho chứ không phải miệng tôi nói ra. Lời Chúa. Thành ra quý vị ơi, hãy đi đi, rồi chúng ta sẽ thấy Ngài vinh quang và tuyệt vời hơn cả tuyệt vời. Ngài thật là đấng có 102. Không có một đấng nào ở trên thế gian này mà nói ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha. Ở dưới tầng trời này không có đấng nào khác ban cho loài người ngoài ta mà được cứu. Tuyệt vời quý vị. Những câu Kinh Thánh nó không bao giờ tôi đọc sách văn, sách nho, sách võ, sách gì cũng bỏ. Chỉ có lời Chúa mà ngày hôm nay tôi nói được. Bởi vì Ngài và lời Ngài là lời hàng sống. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi xin kết thúc ở đây. Và có nhiều phép lạ xảy ra. Như tôi đã nói rồi, phép lạ là điều tốt, chữa lành là điều tốt. Nhưng mà tấm lòng, như Mục sư Hùng nói, thay đổi là tốt hơn. Amen. Mục sư Hùng, give me five. Amen. Cảm ơn Chúa. Thay đổi để cho chúng ta đứng trong hàng đầu. Amen. Quý vị ơi, có một câu chuyện này tôi muốn kể. Quá nhiều chuyện phép lạ. Nhưng mà phép lạ này nè, có một người phản Chúa. Tôi đi truyền giáo, mà ông này là lớn tuổi lắm. Cách đây 10 năm về trước, tôi đi xuống Salem làm tôi giảng cho một chú đó 80 tuổi, nguyên cái làng đó nói ông rất là khó, ông đó mà đụng ông mục sư nào á, lão thành cũng văng luôn cái hòn nhóc này. Họ thăm dò như vậy á, tôi biết làm gì bà con. Tôi đi trong đức tin, tôi đến nhà ông, tôi mời ông để nói chuyện về Chúa. Ông nói đừng có hòng nha, cái ông lão thành 80 tuổi bằng tôi nè, nói 10 năm, 20 năm gì trước thì tôi còn chưa nhúc nhích nữa, không hầu gì cậu. Tôi nói gì kỳ, con tới chơi mà làm gì dữ vậy? Con nói với chú gì? Con tới nghe đồn chú cũng là giàu có. Ông có một chiếc tàu đánh cá bằng căn nhà này nè, dài hơn căn nhà này. Khi mà quăng một lưới xuống á, là hàng tấn cá, tấn tôm. Thì quý vị ơi, họ làm ăn từ ở Việt Nam, dân đi biển, qua Mỹ đi tiếp, mà ăn không được, kêu là ăn ngồi, ăn ngọt, ăn qua ngày đó. Và nghe tôi đến, Tin Lành đến, thì họ mới nói, tôi nghe ông đồn, người ta đồn ông cầu nguyện linh lắm không? Cầu nguyện cho chú Tàu tôi làm ăn được đi. Giống như một cuộc thách đố với bà con của chú làm cái gì? Truyền giáo không có ngừng chỗ đó, phải bước tay luôn. Bây giờ sao chú muốn gì? Ông đưa một cái tấm hình khoảng bằng cái iPhone này nè, hình 46 nè, để tôi thấy chiếc tàu. Và tôi để, bây giờ hai vợ chồng ngồi chung, đặt tay lên, hai vợ chồng đặt tay, tôi đặt lên cùng, và tôi cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu tao định sự mà ngặt nghèo không còn ở hợp pháp trên chiếc tàu này sẽ được thành công, và Chúa sẽ ban bình an cũng như là thịnh vượng trong sắp tới. Amen. Ngắn gọn, 40 năm đánh cá không có cái nào đầy nha. Vừa cầu nguyện đêm đó, sáng hôm sau đứa con trai của ổng là cái dân đánh cá, ổng là chủ tàu, ổng ở nhà, con đánh cá, nó quăng một lưới thôi, đầy nhóc, đầy cứng, quăng một lưới là đi về. Còn ngày trước, bao nhiêu năm tháng trước, cứ quăng, không có, quăng nữa, tốt dầu, tốt tông, và vô không có nhiều, một lưới thôi. Ông giật mình lên, ông thấy Chúa, Chúa anh linh quá. Quý vị, con người đời cứ nói Chúa mình linh, nhưng mà Chúa đã có tời đời rồi. Và quý vị ơi, chiếc tàu đó đánh cá, bắt đầu hai vợ chồng thấy yêu Chúa lắm, bắt đầu mời tôi, bắt đầu quăng sofa, quăng tủ lạnh hết, mua đồ mới con. Xong bắt đầu dâng hiến cho nhà thờ được 2000 mấy. Xong đi về Bến Tre, về đâu nè? Cà Mau. Họ ở Cà Mau, không biết sao bà con học gia thuộc vô vậy. Về, quý vị đang khóc đầu lên đó, về nói xong, mục sư ơi, tôi nghĩ cho tôi xin số tiền dân lại. Quý vị có thấy ai dân hay tiền vậy không? Chưa nó bao giờ luôn. Nó mà vô chùa mà hỏi là đánh cái bóp liền đó, chùa đánh liền á. Tin Lành không có đánh tôi làm gì bác con? Tôi phải lấy cái tiền của tôi ra. Chứ mỗi tháng, mỗi tuần là hội thánh dân vô là trả tiền cái công trình đó, rồi tiền ăn là đủ đó, còn thiếu nữa. Và tất cả những gì mà thiếu là tôi đặt ra. Còn này dứt một cái còn tôi thiếu luôn. 2500 đưa quyên. Và tôi khóc với Chúa, con không bao giờ phải đối diện với này sao? Chính ngày đó họ ta là thành công mà bây giờ họ đối xử với Chúa thấy con sao? Mà tôi không phải số tiền nó khóc mà tôi đau lòng, mà bởi vì Chúa đã cứu họ mà họ không biết. Họ đã cho Chúa mà con ơi. Họ cho Chúa cách đau lòng mà con. Tôi không biết tôi làm sao. Tôi viết cái chết vào lòng tôi đau khổ. Tôi đưa chết xong ba con. Không phải phép lạ nữa, mà tai họa đến. Những con người, tôi hỏi những con người mà đã làm công việc dân tiền cho hội thánh đừng bao giờ làm nha. Đây là bài học tôi nói ra. Hai ông bà đã dân tôi đưa quyên không? Chỉ có đêm đó, sáng hôm sau, chiếc tàu đánh cá, nó nằm ngay cái bãi đó, tự nó chìm xuống. Nó chìm liễm mất tiêu xuống. Nguyên cái tàu cảng đó, nó đậu mấy chục năm rồi. Nó nói là chiếc tàu đã mất tích, nằm dưới biển. Và cấp bóc phải kéo lên, nếu không nó kêu là contamination, là bị ô nhiễm dầu. Mà kéo lên đó là 150.000, chiếc tàu mua là 200.000. Kéo lên dục mất 200 cộng tới 150. Bắt đầu ổng gọi mục sư. Mục sư tính sao mục sư? Có người như vậy đó bà con. Tôi khóc đó mà tôi phải giải đáp đó. Tôi nói sao biết không? Đúng là Chúa cho mình thông minh bà con. Tôi nói gì? 200.000 chìm. Người ta kêu lên quăng bỏ, thì cứ để nó kéo quăng bỏ đi. Mình không lấy nhà, mình lấy tiền ra mình bỏ 100 nữa là mất luôn. 3 cộng với 2 là 150, 350. Tôi nói đúng không? Ông nói không được đâu, nó bắt tôi bỏ tù sao? Tôi nói, ông nhốt ông 80, ông đi còn không nổi, tốn gạo nó mà ông có nhốt đâu. Vậy mà không tin bà con. Lấy cái nhà ra cầm, đem chiếc tàu quăng, mất luôn căn nhà, bây giờ ở lang thang. Đối xử với Chúa như vậy đó. Một hình phạt không phải là Chúa phạt, mà bèn là xe tăng nó có cớ, nó chụp họng béo quá. Amen. Nhớ là Chúa không có phạt. Cơ sở là Chúa là bình an, Chúa là nhân từ, Chúa là hiền lành, Chúa là tiết độ, Chúa là Chúa. Không có như vậy. Nhưng mà xa Chúa, giống như con của vua mà xa vua thì cô hồn nó cướp. Rõ ràng, tôi nói rất đơn giản, bà con thấy không? Thành ra, câu này là câu cuối cùng, câu chuyện này là bài học. Hỡi những người trung tín, đã trung tín rồi, dân ít thì thà dân ít đừng có lấy lại nha. Dân nhiều rồi lấy lại mệt lắm. Thành ra cảm ơn Chúa, chúng ta đi truyền giáo, nước mắt có, chỉ trọt có. Con cái Chúa đã đi trước tôi, đã tấn công có, nhưng mà tôi không bao giờ xa Chúa. Bởi vì Chúa là ở cùng tôi, thì có một thế lực nào có thể cản cự với tôi được. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước trong bà chị em. Xin Chúa ban phước trong bà chị em. Để từ ngày trở đi phải đi truyền giáo. Ai muốn đi truyền giáo giơ tay lên. Lần cuối cùng. Chưa hết. Hai tay luôn đi. Ô, cảm ơn Chúa. Nhớ nha, lời này là lời chứ. Lời này là Chúa ở trên thiên đàng. Ngài sáng ngó xuống và Ngài xem. Ngài biết chúng ta làm gì. Ngài biết chúng ta nói gì. Lòng của chúng ta chưa nói ra là Ngài đã biết rồi. Hãy cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho mọi chị em. Tôi kết thúc ở đây. Hallelujah. Nói là nước mắt nước mũi. Bây giờ thì quý vị đã hiểu một tín đồ. Tôi nói rõ, lúc đó Mục sư Tấn chỉ là tín đồ, rất còn non trẻ, mà đi qua bên Mỹ trong một thời gian ngắn mở hai hội thánh. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Đó. Và tôi cũng rất là kiêu mang, bởi vì Mục sư Tấn rất là có ơn trong lĩnh vực truyền giáo. Nhưng về vấn đề huấn luyện, về vấn đề tổ chức, hay là về nhiều vấn đề khác nữa, thì cần phải có một sự hỗ trợ để hội thánh tiến lên. Thế nên chúng ta ước mong rằng sẽ có thời gian để cho đội ngũ chúng ta có thể qua bên đó để giúp đỡ. Và thánh qua amen mà. Cảm ơn Chúa về cái tinh thần truyền giáo mà tôi đã gặp. Tôi đã nói là tôi chưa bao giờ thấy ai có cái tinh thần truyền giáo mà như vậy. Rất là mạnh mẽ, và có nhiều phép lạ xảy ra qua cái chức vụ truyền giáo của người anh em chúng ta. Cái cách làm việc của người truyền giáo đôi lúc là như vậy. Họ cứ thẳng thắn họ làm thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cũng đã sức giàu. Cảm ơn Chúa, ở nước Mỹ mà mở hội thánh như vậy không dễ đâu các bạn, không dễ đâu. Mà mở hội thánh trong vai trò không có giáo hội ở bên đó là một tín hữu. Mà Mục sư Tấn ở đây là ông có lẽ ông nói, ông nhận lửa nhiều nhất là trong hội thánh của 8 của chúng ta. Và ông đến đó và thời gian đó và ông được khích lệ rất là nhiều. Và qua bên đó và ông đã làm được những việc lớn. Cảm ơn Chúa. Bây giờ thì cô Thiên Ân, cô có muốn nói trao đổi gì với hội thánh? Tôi xin một phút thôi nha. Tại vì đây là ân điển Chúa cho, mà phải nói là tôi nói đây là một kho tàng của Chúa trao cho tôi. Đây đứa con trai tôi, đứa con ngoan đàn đã trở về nhà cha. Đó, đứa con ngoan đàn mà đã trở về nhà cha được là thành ra vậy được là. Nói chung đây là, tôi nói đây là năng đề lớn nhất mà Chúa đã ban cho tôi đó. Tôi nói là bao nhiêu, bây giờ đổi hết cả cái gia tài thế gian này. Tôi không đổi, không bao giờ tôi đổi. Amen. Ủa, cháu là ở đây à? Cháu ở... Cháu thì ở đây, ở Việt Nam. À, đây à? Yeah. Cháu mới đến đúng không? Yeah. Bám chặt vào Chúa đi, con có một người mẹ tốt đấy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện theo lời Chúa. Và tôi cũng muốn nói với hội thánh điều này. Hơn một năm qua thì bắt đầu 10 năm vừa qua chúng ta phải đeo đuổi cái vấn đề pháp nhân của chúng ta, bởi vì pháp nhân nó quan trọng. Nếu như không có pháp nhân, chúng ta khó hoạt động và khó liên kết với các tổ chức nước ngoài. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải có. Tất nhiên là không có chúng ta vẫn hợp với Chúa. Mấy chục năm qua, mấy trăm năm qua Tin Lành vẫn hợp với Chúa rồi. Nhưng mà chúng ta đôi lúc cần phải có một sự công nhận nào đó. Và bây giờ đã đến lúc là gần 2 năm vừa qua là chúng ta ao ước về vấn đề truyền giáo. Ao ước về vấn đề truyền giáo, và thường trực ban điều hành tổng hội lên kế hoạch liên tục. Và tôi xin thông tin với lại hội thánh của chúng ta, rất là ngạc nhiên 7 tổ chức trong vòng năm vừa qua đây, trong năm nay 7 tổ chức đến để liên hệ với chúng ta. Các tổ chức quốc tế và trong nước cũng có 7 tổ chức đến để liên hệ và hợp tác với Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Chỉ có một vấn đề thôi, tôi rất là ngạc nhiên, đó là truyền giáo. Tôi không thể hiểu nổi. Các tổ chức khác có thể đến để mà liên hệ về vấn đề bồi linh hay này kia, nhưng mà riêng về một năm nay Không có một tổ chức nào đến với chúng ta. 7 tổ chức quốc tế, trong đó có cả từ trong nước, đến liên hệ với chúng ta chỉ một vấn đề thôi, đó là chúng ta nắm tay nhau cùng truyền giáo chinh phục Việt Nam về cho Chúa. Họ nói rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ và chúng tôi sẽ sát cánh với các mục sư Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam, và chúng ta sẽ có kế hoạch để mà truyền giáo để chinh phục người Việt Nam về cho Chúa. Tôi rất là cảm động. 7 tổ chức các bạn. Và ngày hôm qua khi mục sư Tấn nói là mục sư ơi em chia sẻ cái gì, tôi nói là truyền giáo. Ông bảo amen. Vì truyền giáo là cái sở trường của em. Ok. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã làm điều đó. Chúng ta tin rằng Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam chúng ta đang đi trong dòng chảy của Chúa. Tất cả mọi sự đang diễn ra không phải là ngẫu nhiên, mà đó là ý muốn của Chúa. Hội Thánh có amen không hả? Và chúng ta không phải chỉ nghe, nhưng mà chúng ta phải thấm nhuần tinh thần này. Hỡi các bạn, tôi nói với các bạn điều này, chúng ta phải xấu hổ mới đúng. Hội Thánh Tin Lành đã đến Việt Nam hơn 100 năm rồi. Hiện tại bây giờ chỉ có trên dưới 1 triệu người Cơ Đốc nhân. Trên dưới 1 triệu người Cơ Đốc nhân. Trong khi đó, người Cơ Đốc nhân ở tại vùng dân tộc đã chiếm hết 60%. Có nghĩa là hơn cả 600.000 người là người dân tộc. Chúng ta xem người Kinh còn bao nhiêu. Người Kinh chiếm hết bao nhiêu? 100 triệu thì hiện tại bây giờ 80 triệu là người Kinh. Mà trong khi đó chúng ta chỉ có vài trăm ngàn người tin Chúa. Chúng ta thấy là như thế nào? 1 triệu người, trên dưới 1 triệu người. Hội Thánh chúng ta nào là được trang bị ân tứ, trang bị ta lưng, tiền, nhà cửa, đủ thứ cả. Hội Thánh trong đó vỏn vẹn vài chục người. Vài chục người. Có cả một cái giáo hạt có được vài trăm người. Cả một cái giáo hội được vài chục ngàn người, 100.000 người. Chúng ta tự hào sát nổi. Hội Thánh có amen không? Chúng ta phải đó là xấu hổ vì Chúa đã ban ta lưng đủ thứ cả. Hội Thánh của các nơi trên thế giới này phát triển có thể nói là hàng trăm ngàn người. Trong một buổi nhóm người ta có hàng chục ngàn người, 20-30 ngàn người trong một buổi nhóm. Còn chúng ta có một tí tẹo thôi mà đôi lúc chúng ta tự hào. Chúng ta có một tí tẹo thôi, vài chục con chiên, vài trăm con chiên thôi mà chúng ta cho mình là ai đó. Tôi vẫn nói với các đệ tử Chúa là chúng ta phải xấu hổ, chứ không phải tự hào được đâu. Hội Thánh có amen không? Chúng ta đừng tưởng chúng ta đã là ai. Tôi nói Hội Thánh Việt Nam phải được phấn hưng. Chúng ta nói có 1 triệu tín hữu thôi, trong cái đó 100 triệu người Việt Nam, 99 triệu người đang ở đâu? Trong đó chúng ta tự hào gì? Không, hãy hạ mình xuống và bắt đầu. Đó là lý do tại sao mà trong những ngày sắp tới, nếu chúng ta tổ chức kỷ niệm 35 năm thì chủ đề của chúng ta là gì? Vạch xuất phát. Quay trở lại đi. Vạch xuất phát bắt đầu từ những con việc nhỏ nhất và bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu chạy. Chứ không phải là chúng ta đã chạy được rồi, không phải là chúng ta đã chạy đến đích rồi, và chúng ta phải xác định rằng chúng ta quay trở lại và bắt đầu với một chức vụ mới trong một giai đoạn mới. Còn Thánh có amen không ạ? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện theo lời tinh thần truyền giáo. Chúng ta phải coi rằng đại mạng lệnh của Chúa là một sứ mạng cho mỗi người trong chúng ta. Sứ mạng là gì? Sứ mạng là những gì quan trọng nhất, cần thiết nhất trong cuộc đời của mỗi một con người. Mỗi chúng ta có một sứ mạng. Và sứ mạng của chúng ta là gì? Sứ mạng chúng ta là làm theo đại mạng lệnh của Chúa. Sứ mạng của chúng ta là truyền giáo. Và xin Chúa cầu nguyện, xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta cầu nguyện vấn đề này. Hallelujah. 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 Kami 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 kami. Benda kami 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 haliruja kami kami. Haliruja kami sih kami 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 kami. Haliruja kami 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 kami. Haliruja. Amak kami 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 kami. Haliruja kami selain kami kami. Haliruja. Amak selain kami kami kami. Haliruja. Abah 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 abah. Nina kami selain kami kami. Haliruja kami selain kami. Nina kami selain kami kami. Nina kami selain kami kami. Hallelujah. Hallelujah. Xin Chúa tác động vào tấm lòng của mỗi chúng con. Đừng để chúng con nghe như là một câu chuyện. Đừng để chúng con nghe như là một cái câu chuyện kể, nhưng mà mỗi người trong chúng con sẽ được lời Chúa tác động vào đời sống của mỗi chúng con. Đó là chúng con phải thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì đầy tớ của Chúa đã xác định được bàn chân của kẻ rao giảng tin lành là chỉ đi rao giảng tin lành, không lang thang trong thế giới này, không đi vào những nơi mà Đức Chúa Trời không muốn, nhưng mà đi đến cái nơi mà nơi đó có tội nhân, nơi đó Đức Chúa Trời muốn bàn chân của kẻ rao giảng kinh lành đi thì sẽ có quyền năng dấu lạ kẹp theo để làm cho vững đạo. Chúa ơi, xin Chúa ngày ý thức trên điều này trên đời sống của mỗi chúng con, để rồi chúng con không lạc bước, để rồi chúng con sống, chúng con tận hướng, chúng con tận dụng những ngày tháng dưới đất này, để rồi chúng con bước đi theo ý muốn của Chúa, để rồi qua đôi chân của chúng con, qua miệng lưỡi của chúng con đem đến sự cứu rỗi cho nhiều người ở trong đất nước Việt Nam của chúng con. Alleluia. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời mục sư lên, cô Lê Thị Lan Anh lên cầu nguyện theo lời Chúa. Xin kính chào các mục sư, tôi tớ Chúa, con cái Chúa. Xin tất thảy hội thánh chúng ta hiệp làm một với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con dâng lời tạ ơn Chúa về một sứ điệp thật tốt lành cho chúng con, để chúng con được mở lỗ tai thiêng liêng, mở mắt thuộc linh, chúng con nhìn thấy chúng con là ai trong những giai đoạn qua. Cha ơi, chúng con đã ngủ yên trong cái sự yên bình ở trong tay Chúa, và chúng con không nhìn thấy sự kêu gọi của Chúa với chúng con từ đời này sang đời khác. Chúng con phải là người rao giảng tin lành cho Ngài. Lạy Chúa, giờ này chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con. Tất cả những ngày tháng qua là những ngày tháng mà chúng con đã phạm tội với Ngài. Chúng con không vâng đại mạng lệnh của Ngài, nhưng mà chúng con đã lo cho cơm áo gạo tiền của chúng con. Chúng con lo cho những cái nhu cầu vật chất tầm thường đời này, nhưng mà chúng con quên mất rằng chính huyết báu của Chúa Giêsu Christ, dòng huyết chí thánh của Ngài đã đổ trên thập tự giá để cứu các linh hồn của thế gian này. Cha ơi, chúng con xin Chúa cũng ở cùng với chúng con. Và Chúa ơi, Chúa khơi dậy tấm lòng của chúng con, sự nôn nả của chúng con, sự nóng cháy của chúng con, để chúng con đi làm chứng nhân cho Ngài. Đó là đại mạng lệnh mà Chúa đã đặt để trên vai của chúng con. Nhưng mà trong thời gian qua chúng con đã phớt lờ những lời kêu gọi của Ngài, để chúng con không nhìn vào Chúa, nhưng mà chúng con nhìn vào đời này. Lạy Cha, giờ này xin Chúa khơi dậy, khơi thông cho chúng con. Và chúng con biết rằng chúng con được sinh ra trên đất này để chúng con làm những cái điều, những cái mục tiêu mà Chúa đặt định cho chúng con từ trước khi sáng thế. Trước khi lọt lòng mẹ, Chúa đã dựng nên chúng con rồi. Trước khi chúng con sinh ra, Chúa đã đặt để và chọn chúng con. Và giờ này Cha ơi, xin Chúa ở cùng với chúng con, Chúa sức giàu ban ơn cho chúng con. Chúa đặt lời khôn ngoan trên môi miệng của chúng con. Chúa giữ gìn chúng con trong đường lối tin kính Chúa và vâng đại mạng lệnh của Chúa. Lạy Chúa, vì Ngài là thánh và chúng con phải là thánh. Đời sống của chúng con được nên thánh, để rồi qua đời sống của chúng con mang những đặc điểm của những người tín Chúa đặt để soi sáng thế gian Ngài. Lạy Chúa, đây là điều mà Chúa đặt để trên mỗi chúng con phải ảnh hưởng đến thế gian tăm tối này. Chúng con phải đem ánh sáng thiên đàng tuôn đổ trên đời sống của chúng con, để qua đời sống chúng con người ta biết ra chúng con là con của Ngài. Cha ơi, chúng con không làm được cái điều đó, nhưng mà chúng con lại để thế gian đi vào đời sống của chúng con. Thế gian đã đi vào hội thánh, để rồi chúng con bị du ngủ, rồi chúng con bị lui đi trong đức tin trong ngày tháng qua. Thì giờ này Cha ơi, xin Chúa thương xót chúng con, gia đình chúng con, họ hàng chúng con, bạn hữu của chúng con, những người xung quanh chúng con đang đi trong thế gian tăm tối. Và ánh sáng thiên đàng đã soi rọi trên đời sống chúng con, nhưng chúng con không biết mang ánh sáng đó đến thế gian này. Thì Chúa ơi, ngay ngày hôm nay xin Chúa đánh thức tấm lòng của chúng con, xin Chúa trang bị cho chúng con, xin Chúa cho chúng con sự giản dĩ, xin Chúa cho chúng con sự sức giàu tuôn đổ trên đời sống chúng con, để chúng con ra đi rao giảng tin lành và sẽ làm phép lạ cặp theo cho vững đạo, để rồi gia đình chúng con được cứu, dân tộc của chúng con được cứu, và cả thế giới này được cứu bởi ân điển của Chúa. Và chúng con nôn nả mong chờ ngày Chúa Giêsu trở lại, thì chúng con phải nôn nả đi ra làm chứng nhân cho Ngài. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con nhiều hơn nữa những ân tứ. Chúng con thiếu lắm tấm lòng, chúng con thiếu lắm những bông trái thuộc linh, và chúng con cũng thiếu những ân tứ nữa. Xin Chúa chắp cánh cho chúng con, để chúng con bay cao bay xa để làm đẹp lòng Ngài. Xin Chúa cho chúng con được đầy ơn, để chúng con tiếp tục đi ra rao giảng tin lành, giống như các môn đồ đầu tiên đã rao giảng vậy. Để rồi lời giảng của chúng con không phải là 5.000 người tin Chúa, nhưng mà hàng trăm ngàn người tin Chúa, hàng triệu người tin Chúa trong thời gian tới. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa phù giúp chúng con, xin Chúa giữ gìn chúng con ở trong đường lối tin kính Chúa. Chúa giữ gìn cho chúng con để chúng con không lắng nghe những tạp âm của đời này, nhưng chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe lời kêu gọi của Ngài, lắng nghe những lời hứa của Ngài và sự trang bị của Chúa. Chúng con biết ơn Cha thật nhiều. Chúng con dâng tất thảy đời sống của chúng con trên tay Chúa. Xin Chúa đặt để trong lòng sự kiêu mang, sự nóng cháy, để chúng con tiếp tục đi rao giảng phúc âm của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Chúng con dâng từng cuộc đời của chúng con, dòng dõi của chúng con trên tay Cha. Chúng con dâng khao khát của chúng con là chứng nhân cho Ngài lên trên tay Cha. Và chúng con hiện nhau cùng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ngài gọi tên con khi đời con yếu đuối mong giò. Ngài gọi tên con khi đường đời hồng thắm săn soi. Ngài gọi tên con khi tình duyên vai dấu trăng con, khi đời con đắng cay hao mòn. Ngài vẫn chưa ngừng gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dùng nhiều trong Ngài những điều con biết không phải nhỏ. Con đường con đi nhiều khi gian khó. Ngài hằng bên con, muốn theo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con, cho dù dương gian có khiên chê, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi đến con. Ngài gọi đến con, có theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều trong Ngài nhưng tình con quyết không phải nhỏ. Ngài yêu con với tình yêu tha thiết ngọt ngào. Tình Ngài yêu con tôi ban đồng tình Chúa đi điều. Tình Ngài yêu con làm sao đến đáp cho con. Với tình yêu chưa tràn vô ngờ, con muốn được yêu Ngài mà thôi. Ngài gọi tên con, muốn em ta hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều trong Ngài nhưng tình con quyết không phải nhỏ. Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều trong Ngài nhưng tình con quyết không phải nhỏ. Dù nhiều trong Ngài nhưng tình con quyết không phải nhỏ. Dù nhiều trong Ngài nhưng tình con quyết không phải nhỏ. Amen. Chúa chúng ta đáng được Ngài khen. Amen. Tôi gặp mục sư Tấn nhiều năm trước, và mục sư Tấn của chúng ta có một cái biệt danh là Tấn Lửa. Và tôi cũng rất đồng tình và tôi quý cái tên này lắm. Nhiều năm rồi chưa gặp nhau. Không phải lửa lạ, không phải lửa rơm, nhưng mà lửa thật vẫn cháy mãi đến bây giờ. Và tôi cũng học được tinh thần của người anh của chúng tôi là một sư Tấn rất là nhiều trong cái tinh thần truyền giáo. Amen. Những điều đó đủ để cho chúng ta nói là cảm ơn. Và giờ này chúng ta cùng nhau ngợi khen thờ phượng Chúa đó sự vui mừng. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa. Jehovah Nissi, Nissi, Chúa của mọi đắng thắng vinh quang. Ngài ban cho ta chiến thắng thế gian. Đây ta luôn đang thắng nghèo đôi, đây ta luôn đang thắng bên tận, đây ta luôn đang thắng một trận. Luôn là chiến thắng thuộc về ta. Amen. 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 Lương tin khen dân Ngài. Trong danh Cha ta đã khao chiến thắng, vì chiến thắng thuộc về ta. Hãy cất tiếng hát lời khen Chúa, Jehovah Nissi Nissi. Chúa của mọi đấng thắng vinh quang, Ngài ban cho ta chiến thắng thế gian. Và nay ta luôn đang thắng nghèo đói, nay ta luôn đang thắng bê tông, nay ta luôn đang thắng cuộc trận, luôn là chiến thắng thuộc về ta. Amen, 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 amen. Lớn tiếng hát khen danh Ngài. Trong danh Cha ta đã thắng, sự chiến thắng thuộc về ta. Amen, 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 amen. Một lần nữa amen, 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 amen. Lớn tiếng hát khen danh Ngài. Trong danh Cha ta đã thắng, sự chiến thắng thuộc về ta. Sự chiến thắng thuộc về ta. Sự chiến thắng thuộc về ta. Xin Cha ban, xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong lòng con. Xin Cha ban cho linh bùng cháy luôn. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong lòng con. Thần linh Cha chiếu sáng trong con đêm ngày. Hát Hosanna, hát Hosanna, hát Hosanna, hát cho Ngài là vua đời đời sáng ngời đời tăng cùng. Hát Hosanna, hát Hosanna, hát cho Ngài là vua vân vua. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong lòng con. Xin Cha ban cho tình bùng cháy luôn. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong lòng con. Thần linh Cha chiếu sáng trong con đêm. Vua Hosanna, vua Hosanna, vua Hosanna, vua cho Ngài là vua đời đời sáng ngời đời tăng cùng. Vua Hosanna, vua Hosanna, vua cho Ngài là vua muôn vua. Hát Hosanna, hát Hosanna, hát Hosanna, hát cho Ngài là vua đời đời sáng ngời đời tăng cùng. Hát Hosanna, hát Hosanna, hát cho Ngài là vua muôn vua. Vua Hosanna, vua Hosanna, vua cho Ngài là vua đời đời sáng ngời đời tăng cùng. Vua Hosanna, vua Hosanna, vua cho Ngài là vua muôn vua. Hỡi kẻ được mua chuộc, hỡi kẻ được mua chuộc cùng nhau hát lên. Hỡi kẻ được mua chuộc cùng nhau ca ngợi. Hỡi kẻ được mua chuộc cùng nhau vang tin. Tôi được chuộc, được giải cứu, ngợi khen Chúa lên. Hỡi kẻ được mua chuộc cùng nhau múa lên. Hỡi kẻ được mua chuộc cùng nhau ca ngợi. Hỡi kẻ được mua chuộc cùng nhau vang tin. Tôi được chuộc, được giải cứu, ngợi khen Chúa hát lên. Hỡi kẻ được mua chuộc cùng nhau hát lên. Hỡi kẻ được mua chuộc cùng nhau ca ngợi. Hỡi kẻ được mua chuộc cùng nhau vang tin. Tôi được chuộc, được giải cứu, ngợi khen Chúa múa lên. Hỡi kẻ được mua chuộc cùng nhau múa lên. Hỡi kẻ được mua chuộc cùng nhau ca ngợi. Hỡi kẻ được mua chuộc cùng nhau vang tin. Tôi được chuộc, được giải cứu, ngợi khen Chúa. Tôi được chuộc, được giải cứu, ngợi khen Chúa. Tôi được chuộc, được giải cứu, ngợi khen Chúa. Xứng đáng trên con trời. Xứng đáng trên con trời. Xứng đáng trên con trời. Xưa khi xưa các khen Ngài Hallelujah, các khen Ngài Hallelujah, các khen Ngài Hallelujah. Người khen Chúa xứng đáng trên con trời. Xứng đáng trên con trời. Xứng đáng trên con trời. Xưa khi xưa các khen Ngài Hallelujah, các khen Ngài Hallelujah, các khen Ngài Hallelujah. Lời khen Chúa các khen Ngài Hallelujah, các khen Ngài Hallelujah, các khen Ngài Hallelujah. Lời khen Chúa các khen Ngài Hallelujah, các khen Ngài Hallelujah, các khen Ngài Hallelujah. Người khen Chúa các khen Ngài Hallelujah, các khen Ngài Hallelujah, các khen Ngài Hallelujah. Người khen Chúa ngợi khen. Người khen Chúa. Người khen Chúa. Người khen Chúa. Amen, hallelujah. Hãy vỗ tay vui reo mừng lên. Chúng ta thì sẽ sống. Hãy vỗ tay vui reo mừng lên. Chúng ta chỉ Giêsu, vì Ngài trên ngôi Chúa đang chỉ vì. Vì Ngài trên ngôi Chúa đang chỉ vì. Ngài đã phá tan, trần gian duyên ma vương, Ngài đang thắng quyền tối tăm trong khai hoàn ca. Mọi quyền năng trí cao chúc tôn hiển vinh thuộc Di Chúa. Hallelujah. Hãy vỗ tay vui reo mừng lên. Vua chúng ta tin Giêsu. Hãy vỗ tay vui reo mừng lên. Vua chúng ta tin Giêsu. Vì Ngài trên ngôi Chúa đang chỉ huy. Vì Ngài trên ngôi Chúa đang chỉ huy. Ngài đã phá tan muôn trần gian quyền ma vương. Ngài đã thắng quyền tối tăm trong khai hoàn ca. Mọi quyền năng trí cao chúc tôn hiển vinh thuộc Di Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Ngài đã phá tan, Ngài đã phá tan vua trần gian duyên ma vương. Ngài đã thắng quyền tối tăm trong khai hoàn ca. Mọi quyền năng trí cao chúc tôn hiển vinh thuộc Di Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Mọi quyền năng trí cao chúc tôn hiển vinh thuộc Di Chúa. Hallelujah. 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 Ngài là Chúa, Ngài là Chúa, Đấng đã dựng nên vũ trụ nhờ danh Chúa. Bá quý ác phái thôi lùi lường nhờ nơi Chúa. Bước đi mạnh mẽ không thôi. Ngài là Vua. Lạy Cha, Chúa luôn đắc thắng huy hoàng. Lạy Cha, vinh quang là Ngươi. Quyền xin cứ luôn ở trong tay Ngài. Ngài chiến thắng ma quyền. Đôi Chúa Cha là Chúa, Đấng đã dựng nên vũ trụ nhờ danh Chúa. Bá quý ác phái thôi lùi lường nhờ nơi Chúa. Bước đi mạnh mẽ không thôi. Ngài là Vua. Lạy Cha, lạy Cha, Chúa luôn đắc thắng huy hoàng. Lạy Cha, vinh quang là Ngươi. Quyền xin Chúa luôn ở trong tay Ngài. Ngài chiến thắng ma quyền. Bởi Chúa Cha là Chúa, Đấng đã dựng nên vũ trụ nhờ danh Chúa. Bao quý áp phái tôi lùi lường nhờ đến Chúa. Bước đi mạnh mẽ không thôi. Ngài là Vua. Giê-xu là Vua. Ngài là Vua. Giê-xu là Vua. Ngài là Vua. Ngài là Vua. Hallelujah. Kính mời các đầy tới Chúa chúng ta an toàn. Chúng ta nhớ nhé, đây là trận chiến ở trong sự cầu nguyện. Vì vậy cho nên là buổi trưa bây giờ các bạn mới thờ phượng xong đấy, nhưng mà các bạn có mệt không? Ở bên Chúa cũng may là mới thờ phượng xong đấy. Bây giờ các bạn chúng đấy chúng ta cầu nguyện các khoảng nửa tiếng nữa. Tôi hỏi các bạn xem các bạn có mệt không nhé. Các bạn có đói không? Tốt, cảm ơn Chúa, miễn sao giữ được cái tinh thần đó ha. Bởi vì khi mà chúng ta nghe giảng thì nó dễ, chúng ta thờ phượng Chúa dễ, nhưng khi cầu nguyện là bắt đầu nó sẽ có vấn đề xảy ra. Tôi ý thức trước điều này. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rõ ràng đó là ma quỷ có không anh chị em? Ma quỷ có thật không? Cái điều này ai cũng biết, nhưng mà để kinh nghiệm cái vấn đề này là cả một vấn đề. Nên anh chị em á, cái ngày cách đây cỡ khoảng 20 mấy năm rồi. Lúc đó ở nhà thờ chợ Phạm Thế Hiển, tôi xin lỗi. Ở chợ Phạm Thế Hiển tôi có một người anh em này tên là Thuận. Anh em mới tin Chúa thì cả gia đình rồi đầy kia là bắt bớ, là chửi bới, nhất là ông bố. Ông ba là ông không cho đi thờ phượng Chúa. Ông la ông chửi, thấy hội thánh đến là ông chửi không à. Và chúng tôi mỗi lần nói chuyện với cái anh này là chúng tôi phải đi ra chỗ khác. Nhưng mà một ngày kia ông ấy lớn tuổi và ông ấy giống như là bị bệnh đó và chuẩn bị nói chung là qua đời đó. Nói chung là ông ấy nằm ở đó thì dòng họ gia đình đã chuẩn bị hết tất cả những gì cần thiết rồi. Nhưng mà cứ đến tối là ông ta mắt thì mở, nhưng mà ông ấy cứ la lên. Ông la đi, mày đi, ta không theo mày, đi. Mà cứ la hoảng lắm, sợ lắm. Đó, thế còn chúng tôi và thấy nhiều ngày như vậy, tại vì ông nằm đó mà vẫn chưa đi. Đúng là ý của Chúa. Ý của Chúa, bởi vì Chúa chưa cứu ông. Mọi người thì có nghĩ là ông ấy sẽ đi một ngày hai ngày ông đi. Nhưng mà cứ chờ hoài, mà ngày nào cũng phải bị tra tấn như vậy. Hỏi ông là cái gì vậy? Ôi, quỷ nhiều lắm. Nó cứ vờn ở đây nè, nó cứ đòi nó bắt ba đi thôi. Nó cứ đòi nó bắt ba đi thôi. Ông nói với anh Thuận á. Và nhiều người, nhưng mà tất cả những cái người ở trong dòng họ đó thì họ cúng, họ xua tà ma gì đó, họ đuổi. Còn lại chúng tôi thì chúng tôi biết, lúc đó thì tôi chưa được mạnh mẽ như bây giờ. Thế tôi có này, tôi cũng mạnh mẽ, tôi lại tôi nói ông này bác này. Tôi nói với bác này này, bác có sợ mà sợ lắm. Tụi nó cái là nó cứ lờn bờn ở đâu đây là nó cứ ở đây mà giữa ban ngày đó. Ông cũng trố mắt ông đi, ta không theo mày đi đi, mày đi đi. Mày đi đi, rồi ông cứ chỉ tay đi đi. Đó, mà ông không làm gì được. Tôi thấy một sự bất lực. Tôi thấy đó là một sự bất lực giữa con người với thế lực tối tăm. Và lúc đó tôi nói bác này không có cách nào khác đâu. Bác ơi, bác không đuổi nó đi được đâu. Bây giờ tôi nói bác điều này. Nếu mà quỷ nó đưa bác đi, nó sẽ đưa bác xuống địa ngục. Bây giờ chỉ có một cách thôi. Đó là bác tin Chúa. Tôi cầu nguyện cho bác tin Chúa. Khi bác tin Chúa thì Thiên Sứ sẽ đến. Và Ngài sẽ bảo vệ bác. Còn ở đây con cháu cũng không được. Tại vì cũng mấy ngày rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải để cho họ cúng. Là bởi vì nếu như bắt đầu họ cúng và mình đã can thiệp thì có nghĩa là không. Nhưng mà cũng mấy ngày vẫn vậy. Và ông nói ôi làm cái gì cho tôi làm đi. Làm đi. Và tôi nói đơn giản thôi. Bác mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời bác. Hả? Tôi hướng dẫn và nói ông như một đứa trẻ. Nói sao ông nghe vậy. Và cảm ơn Chúa là khi cầu nguyện trong tin Chúa xong thì thường tôi có một cái thói quen, vì sinh ra trong ngũ tuần mà, trong ân tứ mà dân giải cứu nữa, là tôi ra lệnh liền ngay lập tức trong danh Chúa Giêsu Christ, người này đã thuộc về Chúa Giêsu rồi, ông bác này đã có một người chủ mới rồi, đó là Chúa Giêsu. Cho nên tất cả những linh chủ quyền cũ, tất cả những quyền lực tối tăm đi ra không được phép đến tấn công trên đời sống của bác nữa. Cảm ơn Chúa. Và sau đó thì ông ngủ ngon và không bao giờ thấy cái cảnh đó nữa. Rồi Chúa lại tuyệt vời nữa là Chúa cho ông thấy được Thiên Sứ. Tuyệt vời không anh chị em? Mình không thấy, nhưng mà ông ta thấy. Ông thấy là ngủ rất là ngon và bình an. Và sau đó thì chúng tôi tiếp tục làm chứng về Chúa. Bác ơi, như vậy là phước cho bác rồi. Như vậy là khi mà bác có qua đời, ở đời này bác sẽ được vào nơi thiên đàng. Thiên Sứ sẽ đưa bác vào thiên đàng. Và ông amen. Cảm ơn Chúa dạy cho ông được một vài điều nữa. Và qua ngày hôm sau nữa thì ông ấy qua đời. Đấy, qua đời. Chúng ta thấy rõ ràng là có quyền lực tối tăm không anh chị em? Tôi nói các bạn này, lý do tại sao mà Chúa hay ban quyền phép cho những người đi truyền giáo? Tại vì ma quỷ nó ít ở trong hội thánh. Nhưng mà ma quỷ nó ở trong khắp mọi nơi. Nó ở trong những hang cùng ngõ hẻm. Nó ở những nơi chùa chiền. Nó ở những nơi miếu để nó thờ phượng nó. Và nó ở khắp mọi nơi. Và những người truyền giáo phải đi là vì vậy. Đi bởi vì những người dân đó đang bị khống chế. Và đi thì phải có quyền năng. Và thánh có amen không? Chúa nói ở trong Mác đoạn 16 câu 20 nói là các môn đồ ra đi giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm việc với các môn đồ, lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Tại sao mà Chúa lại không nói là Ngài ban quyền phép ở trong hội thánh? Ít lắm đó. Nhưng mà Chúa nói rất là rõ ràng. Các môn đồ ra đi giảng đạo khắp mọi nơi, ra đi nha. Chúa cùng làm với các môn đồ, lấy các phép lạ cặp theo lời giảng và làm cho vững đạo. Đó là lý do tại sao những người ra đi Chúa hay ban quyền năng. Những người ra đi Chúa ban ân tứ. Nhưng mà không đi nữa, ân tứ để làm gì? Nên là Chúa sẽ lấy lại. Để tới cho có amen không? Mà nếu mà ân tứ đến từ Thánh Linh mà không còn nữa thì như một tôi tới Chúa nói đùa. Tôi xin lỗi nhá, từng bị vấp phạm một câu này. Khi mà ân tứ của Thánh Linh không còn nữa, không ra đi mà cứ ở thôi, của chỗ thôi, thì bắt đầu phát triển gọi là ân tứ không phải đến từ Cha nữa. Tôi xin lỗi nhé. Mà ân tứ này đến từ ma. Đó là ân tứ bới móc, nói xấu, nói hành. Đúng hội thánh mà không ra đi nhiều nữa thì cuối cùng phát triển cái ân tứ này. Hội thánh bắt đầu kèn cửa nhau, đủ thứ chuyện. Nên xin Chúa giúp đỡ. Để rồi hội thánh của chúng ta phải là một hội thánh truyền giáo. Hội thánh thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Và không có một cái việc nào đốt đẹp bằng cái việc mà thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Bởi vì chính Chúa Giêsu Ngài cũng thực hiện đại mạng lệnh của Ngài mà. Mục đích của Chúa Giêsu xuống thế gian này để Ngài truyền giáo mà. Có thánh có amen không? Mục đích mà Chúa Giêsu xuống thế gian này là Ngài truyền đạo tin lành cho thế giới này. Vì vậy cho nên chúng ta là môn đồ của Chúa, chúng ta phải bước đi theo dấu chân của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để rồi trong những ngày sắp tới đây, cái tâm tình của sự truyền giáo nó phải truyền đạt trên khắp cả con dân Chúa trong Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam, và Hội Thánh sẽ phấn hưng. Hội Thánh có amen không? Xin Chúa ban phước trên Hội Thánh. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.